thôi, không có bạn nào hết. Và các bạn ơi, bạn nào thấy mình rồi thì nhanh tay tương tác với shop đi các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nhanh tay tương tác với shop và mình sẽ liền ba rất bất kỳ ạ. Mình sẽ liền ba rất bất kỳ. Sau đó comment đã xe và comment đáp án các chị và các bạn nha. Sau đó mình comment đáp án cho shop nha. Comment đáp án cho shop nha các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, xe liền ba rất trang nha. Các chị và các bạn nào đã thấy em rồi, mình tương tác với shop đi các chị và các bạn ơi. Hello, chào 14 chị và các bạn cùng xem ạ. À, khó quá hả? Khổ quá, khổ quá. Ăn gì khổ nhất hả? Khổ quá. Ok, chào Võ Ngọc Thảo. Sâm Hun, chào chị Sâm Hun, chào chị Võ Ngọc Thảo. À, ăn mày, ăn trái khổ quá vẫn chưa đúng mọi người ơi. Ăn hành khổ nhất vẫn chưa phải à. Miệng trần ăn khổ quá. À, phần đáp án chưa có đáp án nào trùng với đáp án của shop. Cái trái này nó quen thuộc lắm mọi người ơi, cái trái này em gửi là nó quen thuộc lắm nha, cái trái này nó quen thuộc lắm nè. Rồi chị Nguyễn Thảo ăn à, chị Nguyễn Thảo, chào chị Nguyễn Thảo à. Rồi chào chị Như Chi Bi, Chi Bi hello, xin chào tất cả các chị và các bạn đã trở lại với siêu shop ạ. Xin chào các bạn ơi, mình nhanh tay xin ba rút và câu trả lời câu hỏi trong mini game trong ngày hôm nay là ăn gì khổ nhất các chị và các bạn nha. Ăn gì khổ nhất nha. Rồi xin chào mọi người, đây là live stream cuối cùng của siêu shop rồi. Chị nào bạn nào chưa thấy, chưa vào thì nhanh tay vào nha. Và đã vào rồi thì nhanh tay tham gia mini game trả lời cho câu hỏi ăn gì khổ nhất bằng cách là chúng ta chia sẻ ba rúp, sau đó chúng ta comment đáp án của mình mọi người nha. Xin chào ăn me chưa phải nè, ăn rau đắng chưa phải, ăn gì khổ nhất, ăn tỏi chưa phải nha, ăn khổ quá chưa phải mọi người ơi. Cố lên nào, ăn gì khổ nhất mọi người ơi, rất là dễ nha. Mọi người liên tưởng từ cuộc sống của mình thử ăn cái gì mà khổ mọi người ơi, mọi người thử nghĩ nha, rất là dễ. Em đợi nãy giờ ok hồi ly sắp đúng giờ mà 9:30 là sắp like rồi đó. Khổ quá chưa phải nè, ăn cam chưa phải nha. Xin chào mọi người, ai vào lại rồi nhanh tay chia sẻ 3 lần vào group và 1 lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đáp án của mình trả lời cho câu hỏi ăn gì khổ nhất mọi người nha. Lưu ra sao tiếp tiếp đây chị đây. Ăn gì khổ nhất là câu okay. Hỏi cho mini game ngày hôm nay các chị và các bạn ơi, ăn gì khổ nhất à? Thế ăn chay hả? Ăn chưa phải. Nhất à? Ăn hành chưa phải. Ăn hành chưa phải, ăn chay chưa phải, ăn khuôn. Ăn khuôn hả? Chưa phải các chị và các bạn nha, ăn xinh. Ăn mày chưa phải các chị và các bạn, ăn cam, ăn mùi tạt, ăn quýt chưa phải các chị và các bạn ơi. Ăn tình hả? Tình là ăn gì ăn bà? Ăn tình. Ăn xiên, ăn mày các chị và các bạn ơi, chưa phải các chị và các bạn nha. Ăn chơi khổ nhất là ăn chơi là sướng nhất đó các chị. Ăn chơi là sướng nhất, sao khổ được. Ăn bơ chứ phải, ăn nạc, ăn năng chứ phải mọi người ơi, ăn năng đâu có khổ đâu. Rồi mọi người ơi, nhanh tay trả lời cho câu hỏi ăn gì khổ nhất nha. Ăn gì khổ nhất nào mọi người ơi, xin chào 100 chị, xin 100 bạn mới vào nha. Nhanh tay trả lời cho câu hỏi ăn gì khổ nhất nha. Và sau đó chúng ta sẽ đến với chương trình săn đồ siêu hot ngày hôm nay nha. Combo mà Hân đang mang mọi người có để ý không, sẽ bán với giá 79.000 chiếc áo nha. Áo sẽ được bán lẻ với giá 79.000, giá gốc là 200.000 nha. Áo mà Hân đang mang từ 79.000 sẽ từ 200.000 sẽ được bán với giá 79.000. Vậy Hân đang mang từ 200.000 cũng được bán với giá 79.000 và sắp chỉ bán cho 10 bạn 10 chị nhanh nhất nha. Bây giờ ai nhanh tay. Bây giờ mình nhanh tay tham gia mini game, sau đó chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn đồ hôm nay nha. Set đầu tiên chúng ta sẽ bán lẻ luôn nha. Ai muốn lấy nguyên set thì cứ comment là set. Còn ai muốn lấy áo thì sẽ một tí nữa chúng ta sẽ cùng săn áo 79.000 nha. Và chỉ bán cho 10 chị 10 bạn nhanh tay nhất nha. Bây giờ thì nhanh tay comment trả lời cho câu hỏi ăn gì khổ nhất nha. Sau cái mini game này chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn đồ rất là hot trong chương trình hôm nay nha. Rồi em nhận được hàng rồi, đẹp quá sắp ơi. Cảm ơn Nguyễn Hà Giang nha. Mọi người ơi, thấy comment của Nguyễn Hà Giang chưa? Em nhận được hàng rồi, đồ đẹp lắm sắp ơi. Đó, mọi người khi mà đặt hàng mà có feedback như vậy sắp vô cùng cảm ơn luôn. Cảm ơn Hà Giang nha. Rồi nhanh tay trả lời cho câu hỏi ăn gì khổ nhất mọi người nha. Ăn gì, ăn khổ qua chứ phải nha. Ăn một tô cháo chạy bao quãng đường. Ồ, có câu gì hay quá vậy. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Phương nha, câu đó rất là hay nhưng mà chưa phải đáp án của shop nha. Ăn gì khổ nhất mọi người ơi, cố lên nào, nhớ chia sẻ vào 3 rúp vào một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. 3 rúp vào một lần trên trang cá nhân, sau đó comment đáp án của mình nha. Ăn xin chưa phải mọi người nha. Ăn gì khổ đây các chị và các bạn ơi, mình ăn gì mà mình khổ ta. Và các chị và các bạn ơi, nhớ xe liền ba rúp, sau đó mình hãy comment đáp án mà mình cho là đúng. Các chị có comment bao nhiêu lần cũng được và comment gì cũng được các chị và các bạn nha. Miễn là các chị và các bạn nghĩ đó là đáp án của shop nha. Các chị và các bạn nhanh tay, biết đâu mình sẽ
bao gồm áo sơ mi và chân váy. Thế chị ơi, ăn ớt chưa phải nha, ăn cướp chưa phải nè, ăn trộm chưa phải nha, ăn kiêng chưa phải mọi người ơi, ăn đòn chưa phải, ăn cháo đá bát chưa phải nha, ăn khổ nhục chưa phải nè. Cố lên mọi người ơi, rất là dễ luôn nha. Tiếp đi, tiếp đi. À, các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay nhanh chân, nhanh tay comment các chị và các bạn nha. Nhanh tay comment các chị và các bạn nha. Rồi, mình nghĩ đây là ăn gì ta? Ăn gì đây? Ăn gì là khổ nhất đây các chị và các bạn nha? Ăn gì là khổ nhất các chị và các bạn ơi? Ăn quả, ăn quả là ăn gì chứ phải nha. Mọi người ơi, ai có đáp án rồi mọi người cứ comment cho shop nha mọi người nha. Câu hỏi của shop là ăn gì khổ nhất nha mọi người, rất là dễ luôn nha, cực kỳ dễ luôn nha mọi người ơi. Ăn gì mọi người ơi? Ăn gì là khổ nhất mọi người ơi? Ăn gì là khổ nhất nha mọi người nha. Câu hỏi rất là dễ luôn, cực kỳ dễ luôn nha mọi người nha. Nó liên quan tới cuộc sống của mình thôi nha mọi người ơi. Ăn gì khổ nhất mọi người nha. Ai có đáp án rồi thì mọi người cứ comment cho shop nha mọi người nha. Ăn gì khổ nhất nha mọi người nha. Câu hỏi của shop là ăn gì khổ nhất nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, ai có đáp án thì mình nhanh tay comment cho shop biết các chị và các bạn nha. Comment cho shop biết nha, ăn xin khổ nhất hả? Ăn khổ qua khổ nhất hả? Ăn cơm trang nước mắt hả? Rồi ăn nấm hả? Rất là nhiều đáp án dễ thương luôn các chị và các bạn ơi. Ăn gì đây? Ăn bám ăn khổ qua, ăn hại, rất là nhiều. Ăn gì đây, ăn gì là khổ nhất đây, chưa trùng với đáp án của shop đâu mọi người ơi, nãy giờ chưa có bạn nào trùng hết. Mà cái này rất là dễ luôn, cái này rất là gần gũi với đời sống của mình nha. Không được ăn chơi là khổ nhất đó. Ăn bánh, ăn bám, ăn hại, ăn cổ ơi vui mà mọi người ơi. Rồi bây giờ gợi ý nha mọi người nha, bây giờ gợi ý, ai muốn nghe gợi ý nào chúng ta gợi ý nha. Từ này có 4 từ nha, 4 từ mọi người, đây là một cụm từ nha, đây là một cụm từ mọi người nha. Ăn gì khổ đây, nói chung là cái này là khổ lúc đầu nhưng mà sướng lúc sau, tại vì mình biết cái giai đoạn này là khổ nhưng mà lúc sau sẽ rất là sướng nha. Ăn gì mà khổ lúc đầu mà sướng lúc sau ta, có 4 từ nha, đây là một cụm từ rất là quen thuộc nha. Ăn mắm chưa phải, ăn cơm chưa phải, có 4 từ mọi người nha. Rồi bây giờ sắp sẽ lật từ, sắp sẽ lật đây, sắp sẽ lật đáp án nha mọi người nha. Từ này có 4 từ nha. Và mọi người ơi, đây là một cụm từ nha. Và cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà ăn cái này thì sẽ khổ nhưng mà sau đó thì sẽ sướng trong tâm hồn của mình. Đó, gợi ý rất là rõ luôn. Rồi có 4 từ nha, ăn gì mà khổ có 4 từ mọi người ơi. Và nhớ là cái ăn này thì lúc đầu khổ nhưng mà lúc sau mình sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đó là ăn gì mọi người? Ăn nhờ ở đậu hả? Chưa phải nha, cố lên chưa phải nè. Ăn bám nhà vợ hả? Chưa phải mọi người ơi. Đây là một cụm từ quen thuộc nha mọi người nha, cụm từ quen thuộc nha. Ăn gì đây các chị và các bạn ơi? Ăn gì mà sau khi ăn cái đó xong là mình sẽ rất là lúc ăn thì khổ, đúng rồi, lúc ăn thì rất là khổ nhưng mà khi ăn cái đó xong thì mình rất là thanh thản. Đúng rồi, khi ăn cái đó xong rất là thanh thản, đúng rồi. Rồi bây giờ sắp đọc luôn. Ăn chay niệm Phật à? Không phải mọi người ơi. Ăn quá hồng hai, ăn sung mặt sướng, ăn chơi lưu động chưa phải. Rồi ăn chữ N nè. Cái này lúc đầu rất là khổ mọi người ơi. Ăn và chữ N. Không phải ai cũng dặn ăn cái này đâu mọi người nha. Ăn và chữ N tiếp theo, rồi cái này là sẽ đảm bảo là sẽ ra luôn. Ăn và chữ N tiếp theo. Ăn cơm chứ kẻ hả? Có gì đâu khổ. Ăn cơm chứ kẻ gì đâu khổ em. Ăn xương ăn gió, rau nắng nấu canh gì bà. Ăn rau nắng nấu canh à. Ăn cơm chứ kẻ không phải đâu. Ăn xương ăn và chữ N là ăn gì? Ăn và chữ N mọi người ơi. Ăn cơm chứ kẻ, trời ơi. Ăn cơm chứ kẻ đâu có khổ đâu. Không có khổ đâu, ăn cơm chứ kẻ không có khổ đâu. Khổ là khổ sau đó. Mọi người bảo là cái này là mọi người ăn cơm chứ kẻ là sướng trước khổ sau. Đúng rồi, các chị và các bạn ngân đúng rồi nè. Gần đúng rồi. Các bạn gần đúng rồi, các bạn trả lời gần đúng rồi chị. Đúng rồi, các bạn trả lời gần đúng rồi, sửa cái từ đó thôi. Ăn rồi, ăn chữ N ăn gì mọi người ơi, cố lên. Ăn năn hối cải gần đúng rồi. Ok, gửi luôn, ăn năn hối cải gần đúng rồi đó. Ăn năn hối cải là mình gần đúng rồi các chị và các bạn ơi. Rồi, sửa từ đi mọi người ơi. Ăn năn hối cải gần đúng rồi nhưng mà chưa phải là hối cải. Ăn năn gì đây? Hối gì đây các chị và các bạn ơi? Hối gì đây? Ghi tiếng Việt có dấu nha mọi người nha. Ghi tiếng Việt có dấu nha. Hối gì đây các chị và các bạn ơi? Hối gì? Rồi các chị và các bạn ơi, em chúc mừng chị Đông Trần inbox địa chỉ và số điện thoại để em gửi quà cho chị Đông Trần nha. Rồi bây giờ em sẽ tới chương trình combo 99 combo áo 79.000 và chân váy 79.000. Hôm nay em sẽ bán rồi hai mẫu cực kỳ xinh như em đang mặc. Chị nào lấy set nguyên một set là 79 x 2 các chị và các bạn nha. Rồi lấy áo comment cho em là áo
số điện thoại và địa chỉ. Một chiếc áo cực kỳ xinh, ở trong lớp thun và ở ngoài một lớp sơ mi trẻ vai và đi kèm với một cái chân váy nút các chị nha. Đúng rồi, vừa mọi người nghe rõ nha. Bây giờ shop sẽ bán rời nha. Áo từ 200 ngàn sẽ bán 79 ngàn nha. Và váy cũng từ 200 ngàn sẽ bán 79 ngàn nha. Áo từ 200 ngàn sẽ bán 79 ngàn. Áo này rất là xinh nha. Áo này là sự phối hợp của sự sơ mi, của chất vải sơ mi mình phối ở trong là một lớp thun luôn. Áo này trời ơi mua về mặc đẹp lắm. Đây là hot trend hiện tại nha. Lúc nãy là mình có màu khác rồi, bây giờ mình sẽ lên cái màu này nha. Áo này sẽ bán giá 79 ngàn, 200 ngàn bán còn 79 ngàn nha. Váy cũng bán 200 ngàn xuống còn 79 ngàn và sẽ bán cho 10 chị nhanh nhất thôi nha. Ai muốn lấy cả combo thì cứ comment nha. Rồi ok, nhanh tay comment ai muốn lấy áo này. Em ghi vậy được không, có bị nhầm không hay là tôi có cần nốt mã bị nhầm vậy kêu. Các chị và các bạn ơi, comment mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt một chiếc áo 79 ngàn. Comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt váy chị 79 ngàn. Chốt cho em nhanh tay, nhanh tay chốt cho em nha các chị và đúng các rồi. Bạn ơi. Rồi ai muốn lấy áo này thì nhanh tay comment là caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai muốn lấy váy với giá 79 ngàn comment là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và nhớ là giá áo là 200 ngàn và váy cũng là 200 ngàn, nhưng bây giờ sắp bán 79 ngàn cho 10 chị 10 bạn nhanh nhất nha. Rồi chốt đây, chốt hàng cho chị Trang Trần váy comment địa chỉ giúp sắp nha. Nhớ comment mã kèm địa chỉ kèm số điện thoại luôn nha. Chờ một xíu nha, chờ một xíu mọi người nha, sắp sẽ lấy áo ra cho mọi người xem luôn nha. Chúc cho chị Hương Ngọc Lan mã áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ ok chị nha. Rồi nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mọi người có kết quả rồi, sắp đã đọc tên của người thắng cuộc rồi nha. Mình đừng tranh cãi mini game nữa nha. Rồi chúc cho chị Hương Nguyễn mã áo ok, nhanh tay comment giúp sắp là áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 79 ngàn, hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 79 ngàn nha. Chúc cho chị Bùi Hiền nha. Bùi Hiền comment rõ giúp sắp là mình lấy áo hoa váy luôn nha. Mọi người mini game chúng ta qua rồi, mình đừng có comment mini game nữa giúp sắp nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đó, để sở hữu áo từ 200 ngàn bán còn 79 ngàn, váy từ 200 ngàn cũng bán còn 79 ngàn nha. Rồi nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Vũ Hà Vi áo comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho chị Hương Thầm mà áo comment địa chỉ giúp sắp nha. Ai lấy áo nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị chúc cho Nhớ cũng yêu áo ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Ai muốn lấy váy thì comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai muốn lấy áo thì comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo là 200 ngàn bán còn 79 ngàn và bán cho 10 chị nhanh nhất. Nhanh tay comment nha, sắp chị bán cho 5 chị nữa thôi nha. Váy cũng 200 ngàn còn 79 ngàn nha, chị cherry hình nha. Váy cũng 200 ngàn và bây giờ sắp sẽ bán 79 ngàn cho 10 bạn 10 chị nhanh thôi nha. Ok, sắp thấy mọi người nha. Rồi sắp tiếp tục chốt đây, sắp tiếp tục chốt cho Bùi Hiền váy nha. Ok, chốt cho Bùi Hiền váy nha. Chốt cho Huyền Nguyễn áo ok, Huyền Nguyễn địa chỉ rất là rõ ràng. Chúc cho Mỏ Moon áo ok. Mọi người ai lấy áo nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai lấy váy comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok Bùi Hiền nha, ok Mỏ Moon nha. Đó, cái áo này là 200 ngàn sắp bán 79 ngàn và chị bán cho 3 chị cuối cùng nha. Nhanh tay comment nha, sắp bán cho 3 chị cuối cùng nha. Áo này 200 ngàn sắp bán 79 ngàn nha. Comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai muốn lấy váy từ 200 ngàn bán 79 ngàn còn 79 ngàn chị bán trong like. Nhanh tay comment là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị và các bạn lấy áo từ 200 ngàn còn 79 ngàn, chốt áo comment áo số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nếu có chị lấy váy comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ và em sẽ chốt cái giá 79 ngàn mỗi sản phẩm khi mình đang livestream thôi các chị và các bạn nha. Đúng qua rồi. Live em sẽ không còn chốt giá này nữa các chị và các bạn nha. Qua live là giúp em ạ. Qua live là 200 ngàn mọi người nha. Dạ, chúc cho Nhung Phan áo ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho chị Nhi Cáo váy ok, ok địa chỉ rất là rõ ràng. Cảm ơn Nhi Cáo nha. Rồi nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu chiếc áo này quá xuất sắc với giá 79 ngàn nha. Và váy với giá 79 ngàn quá xuất sắc từ 200 ngàn nha. Và chúng ta chỉ còn 20 giây cuối cùng để đặt hàng nha mọi người nha. Comment ngay áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 79 ngàn, từ 200 ngàn bán 79 ngàn. Chúc cho Thanh Thảo mà áo ok chị Thanh.
Anh Thảo nha. Rồi nhanh tay nha, chúng ta còn 15 giây cuối cùng để đặt áo với giá 79.000. Chúng ta còn 15 giây cuối cùng để đặt váy với giá 79.000. Nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc cho Thanh Thảo, ok chị Thanh Thảo. Chúc cho Kim Phụng mà áo nha. Rồi nhanh tay nha mọi người ơi. Em ơi gửi tin nhắn được không được? Chị Đông Trần ơi, chị comment địa chỉ ngay từ tại đây cũng được nha. Nếu chị gửi cái tin nhắn không được, chị comment địa chỉ ngay tại đây cũng được nha. Rồi chúc cho Hương Nguyễn cả áo cả quần, cả váy. Ok chị Hương Nguyễn comment số điện thoại địa chỉ nha. Mọi người phải comment số điện thoại địa chỉ sắp mới chốt được nha. Không có số điện thoại, không có địa chỉ thì sắp không chốt được ạ. Chị Hương Nguyễn nhanh tay comment giúp sắp là áo cộng váy, áo cộng váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chúc cho Nhung Thanh rồi ạ. Ok chúc cho Nhung Thanh là áo nha. Chúc cho Bùi Hiền váy, ok Bùi Hiền nha. Chúc cho chị Băng Nguyễn áo, ok. Nhanh tay đi các chị ơi, và sắp qua mẫu là sẽ trở về giá 200.000 nha. Rồi chúc cho chị Băng Nguyễn áo, chúc cho chị Kim Phụng váy nha. Chúc cho chị Đông Trần, ok chị Đông Trần sắp thấy số điện thoại rồi nha. Rồi ok nha, chị Đông Trần cứ comment địa chỉ luôn nha. Em sẽ nốt cho chị nha, chị trúng mini game nha. Rồi áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ, váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúng ta còn 10 giây cuối cùng nha. 10 giây cuối cùng nữa thì áo này sẽ trở về giá là 200.000 nha. Váy cũng trở về giá 200.000 nha. Chị bán 79.000 trong 10 giây cuối cùng. Nhanh tay comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn nha. Nhanh tay nha và qua mẫu sẽ là 200.000 nha. Áo này rất là đẹp nha, vải cực kỳ đẹp. Váy rồi, váy là mọi người nhìn cái form thôi là mê rồi. Váy này rất là đẹp nha. Ok Bùi Hiền sắp thấy rồi nha. Rồi chúc mình nhớ cũng yêu, ok sắp thấy địa chỉ cảm ơn nha. Ai chưa có địa chỉ nhanh tay comment nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ, váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Váy 56 kg hả? Cái này sao nhỉ? 56 kg hả? Ok 56 kg được cái chị Thảo Nguyễn ơi. Cái váy này có độ co giãn nha. Rồi chúc với chị Hương Nguyễn, ok chị Hương Nguyễn cả áo cả váy nha. Hương Nguyễn áo váy luôn nha. Rồi ok nha, ship ở đâu? Ở sắp ở Sài Gòn nha mọi người nha. Ship toàn quốc nha. Ship chỉ có 30 hoặc 35 ngàn nha. Ship toàn quốc nha mọi người nha. Rồi các chị ơi, chốt váy comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ 79.000, từ 200.000 còn 79.000 cho các chị nào chốt váy ạ. Còn các chị chốt áo comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho các chị nào chốt áo từ 200.000 còn 79.000. Nếu mua một set là 79x2 tương đương với 158.000. Đó là một set bao gồm áo còn trong váy ạ. Mua set thì comment cho em set kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Đúng rồi. Chị Thảo Nguyễn lấy váy cho em địa chỉ số điện thoại. Có rồi. Em cảm ơn chị Thảo Nguyễn. Là bên em có rồi. Thái Á Chu, một set 158.000 tương đương với 79x2 rất là rẻ chị ơi. Một chị chốt set cầm lên set kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Một rồi. Set là 79.000 nhân 2 có nghĩa là 158.000 nha. Áo 79.000, váy 79.000. Rồi chị Thi Á Chu ơi, nhanh tay comment giúp shop là set kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người nha. Qua mẫu sẽ trở về giá 400.000 bộ này nha. Áo là 200 và váy 200 nha. Và sắp bán trong live với giá 79.000. Bây giờ chúng ta 10 giây đếm ngược cuối cùng nha. Chúc cho Mim áo, ok Mim comment địa chỉ giúp sắp nha. Có bán mũ không em? Dạ mũ là 120.000 chị nha. Mũ là 120.000 nha. Rồi áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ 10 giây cuối cùng nha. Rồi 5 giây cuối cùng để qua mẫu nha. Và chúng ta chuẩn bị qua chương trình 99.000 nha. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình 79.000 tại đây. Chúng ta sẽ đến với chương trình combo 99.000 nha. Combo 99.000 được bán khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong livestream nha. Nếu các chị và các bạn nào chọn được 2 bộ bất kỳ từ đây đến cuối live thì mỗi bộ sẽ là 99.000. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi thì giá sẽ là 129.000 thôi nha. Kết thúc live mình lấy một bộ giá là 129.000. Còn nếu kết thúc live mình chọn được 2 bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Ok em lấy set, ok chúc cho Mim set nha. Rồi chúc cho chị Mai Ngọc áo nha. Bây giờ chúng ta đến với combo đầu tiên nha. Bây giờ là chương trình combo 99.000 nha. Mỗi bộ sẽ có giá 99.000, áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ từ đây đến cuối live nha. Kết thúc live mình chỉ chọn một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Rồi nhanh tay comment, đây là mã thứ nhất nha. Thứ nhất đó là một chiếc chân váy xòe. Đó, chân váy tầng rất là đẹp như thế này. Có phủ dây quá đẹp, quá xuất sắc. Với một chiếc áo ren có khoét vai nhẹ như thế này, siêu đẹp luôn, bộ này siêu xuất sắc. Và bộ này có giá 99.000, áp dụng khi mình chọn từ bộ thứ hai trở lên trong livestream này nha. Nếu cứ chọn được 2 bộ trong livestream thì giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Bộ này mã là D15 các chị nha. Bộ này mã là D15 được bán với giá 99.000 khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ. Và
Bộ này giữ 55kg chị nha, Nguyễn Phúc Hùng nha. Giữ 55kg mình hẳn đặt nha. Bộ này rất là xinh luôn nha. D15 là mã của bộ này nha. Ai muốn lấy bộ này comment giúp Sắp là D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị nha. D15 là mã của bộ này nha. Đó là sự phối hợp của chiếc áo ren và chiếc chân váy tầng quá xinh, quá xuất sắc. Váy tầng này, trời ơi, váy tầng này là không thể có trong chương trình 99.000. Nhưng hôm nay Sắp quá máu sắp chơi luôn nha. Nguyên bộ sẽ bán với giá 99.000, comment ngay giúp Sắp là D15 mọi người nha. D15 các chị nha. Đây là một cái áo ren nha mọi người nha, phối hợp với lại một chân váy tầng rất là đẹp luôn nha mọi người nha, ba tầng rất là đẹp luôn nha. Và mẫu này là có mã số là D15 các chị nha. Ai đặt mẫu này thì hãy comment giúp em là D15 số điện thoại nha các chị nha. Đúng rồi, D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp Sắp nha. Ok Sắp bắt đầu chốt hàng nha. Chúc với chị Zack Jill D15. Ok, lúc nãy là đây trước chị có chọn một bộ rồi, đây là bộ thứ hai của chị nha. Chúc cho Trần Hoàng Đức D15. Ok, comment địa chỉ giúp Sắp nha. Chúc với chị Loan Dương D15, comment địa chỉ giúp Sắp nha. Chúc với chị Úc Vàng Thương D15, nhanh tay comment đi các chị ơi, sắp hết rồi. Ok chị Úc Vàng Trương Úc Vàng Trương comment địa chỉ giúp em nha. Rồi chị nào chưa comment địa chỉ nhanh tay comment giúp Sắp là D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bộ này được bán ra với giá 99.000, áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc livestream các chị lấy một bộ, các bạn chị lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Đó, quá rẻ, quá xuất sắc cho một combo quá xinh như thế này nha. Rồi chúc cho chị Trần Tuyết D15. Ok Trần Tuyết nha. Mỹ Thuận ơi, bây giờ lại đây là cái like cuối cùng để cho các chị cuối cùng trong ngày, để các chị và các bạn nào chưa chọn được bộ thứ hai thì mình tranh thủ chọn nha. Hơn ơi xong chưa Hơn? Rồi, nhanh tay comment giúp Sắp là D15 nha. D15 sắp qua mẫu nha. Và bây giờ Sắp sắp chuyển qua D16 trong 10 giây nữa nha. 10 giây nữa Sắp sẽ chúc sẽ qua D16 nha. Chúc cho chị Nguyễn Trình D15 comment địa chỉ giúp Sắp luôn nha. Chị Úc Vàng Trương ơi, Sắp chưa thấy địa chỉ của chị comment giúp Sắp địa chỉ chị nha. Chị nào bạn nào đặt hàng chưa cho địa chỉ nhớ comment giúp Sắp nha. Ok chị Úc Vàng Trương ơi, chị comment rõ giúp Sắp là ở số nhà nào, đường nào và ở thành phố nào mọi người nha. Còn nếu mình ở huyện thì mình comment là thôn nào, xã nào, huyện nào và tỉnh nào nha. Mình ở thị trấn thì mình comment rõ thị trấn nào, huyện nào, tỉnh nào nha. Đó, cái địa chỉ như thế nào để người ta đọc vào, người ở tỉnh khác đọc vào người ta hiểu là mình đang ở đâu nha mọi người nha. Giúp Sắp comment rõ địa chỉ giúp Sắp nha. Bây giờ mình đến với bộ D16 nha. Các chị và các bạn đến với bộ D16 ạ. Bộ D16 bao gồm một chiếc áo 2 dây và ở dưới phối phòng rất là xinh nè. Cái này phòng ở eo rất là đẹp mọi người nha. Các chị và các bạn nha, đi kèm với đó là một cái chân váy và ở trong có lót quần bên trong ạ. Nguyên một combo này từ 250.000. Bây giờ shop em bán trong line này chỉ có giá 99.000. Và các chị và các bạn nhớ là mua hai combo bất kỳ để được giá 99.000 mỗi combo ạ. Chốt cho em mã là D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi các chị và các bạn chốt nhanh giúp em nha. Các vị, các chị và các bạn chốt hàng nhanh giúp em luôn nha. Đúng D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Ok, nhanh tay comment D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Có bán chân váy riêng không? Dạ, Sắp không bán rời nha mọi người nha. Mua rời áo cũng 99.000, mua rời váy là 99.000, mua nguyên combo cũng 99.000. Và áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 ạ. Dạ, chúc cho An Phan D16. Ok, đây là mã thứ hai của mình luôn An Phan nha. Chúc cho chị Ni Tông mã D16. Ok, chị Ni Tông cho Sắp địa chỉ chị nha. Mọi người đặt hàng nhớ comment theo cú pháp D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp Sắp luôn nha. D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Bộ này xuất sắc quá Hân ơi. Và chúng ta sắp qua mẫu rồi, nói chung hàng sẽ lên cực kỳ nhanh. Và các chị nhanh tay đặt nha. Nhớ là Sắp chị bán giá 99.000 trong livestream, và sau livestream Sắp sẽ trở về giá gốc là 250.000 nha. Nhớ là Sắp chị bán cái giá này trong livestream, và các chị nhớ chọn hai bộ bất kỳ để được giá 99.000 mỗi bộ nha các chị nhé. Rồi em chúc cho chị Kim Phụng mà. Chị Kim Phụng D16 em chốt cho chị Kim Phụng à. Rồi các chị và các bạn có chốt nữa comment D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Nhỏ rồi nhất xóm ơi, mình chưa đi like chân quẩy các chị và các bạn nha. Em vô trễ mà ơi, đọc chân quẩy không nè, hỏi có like chân quẩy chân quẩy. Đúng rồi em vô trễ. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn chốt D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt hạ D16 nha. Để thả luôn đây.
Rồi, ai còn chút D16 nên nhanh tay comment giúp shop nha. Bây giờ chúng ta sẽ còn 5 giây cuối cùng để chuyển qua D17 nha. Càng về sau là siêu phẩm sẽ càng được lên nha. Nên là các chị và các bạn nhanh tay nha. Và hôm nay thì livestream cái mẫu hàng thì nó không có nhiều nên các chị nhớ là chụp lấy liền nha. Sau livestream sẽ trở về giá 250 giúp shop nha. Sau livestream mọi người vui lòng mua với giá 250 giúp shop nha. Bây giờ shop sẽ chuyển qua D17 ngay bây giờ đây. D17 sẽ được lên ngay bây giờ. Rồi, D17 quá xuất sắc. Đó là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi trắng có cái nơ cột nhìn xinh ơi là xinh, với là một chiếc chanh vải rêu đậm như thế này có đan dây rất là xinh như thế này nha. Đây là D17 nha. Like 5-6 mặt, 4-5 mẫu rồi em. Đây là D17 mọi người nha. D17 là mã của Thủy đang mang nha. Rất là xuất sắc luôn. Dưới 55kg thì vô tư đặt bộ này nha. Bộ này, cái áo này mình phối được rất là nhiều kiểu nha. Áo này phối hợp được rất là nhiều kiểu, mình có thể phối theo style teen năng động, còn không thì mình phối theo phong cách là văn phòng người lớn cũng được nha. Cái áo này rất là dễ phủ nha. Mình mang với chân váy tennis thì nhìn nó trẻ trung, nó ra kiểu teen. Mình mang với chân váy body nó sẽ ra kiểu là văn phòng, rất là nhiều kiểu phối đồ. Áo này thậm chí đi chơi mặc cái quần sọt, cái quần đùi á mặc cũng rất là đẹp luôn nha. Bộ này là D17 nha. D17 dưới 55kg thì hãy nhanh tay cầm mang giúp shop là D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. D17 nhé chị nha. Ai đặt mẫu này hãy nhanh tay comment giúp em là D17 và số điện thoại nha mọi người nha. Đây là một cái chiếc áo rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Phối hợp với lại một cái chiếc váy đan dây nha mọi người nha. Rồi, rất là xinh luôn nha chị nha. Ai thích mẫu này hãy nhanh tay comment giúp em là D17 và số điện thoại nha mọi người nha. Ok, D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ngay và liền các chị nha. Chúc cho chị Chiêu Nguy Muội mã D17 ok chị nha. Rồi chị Chiêu Nguy Muội comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Huy D17 ok Nguyễn Huy nha. Nguyễn Huy mình shop có địa chỉ của Nguyễn Huy luôn rồi nha, khách quen mình shop luôn. Rồi các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng giúp shop là D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và mỗi mã hàng sẽ lên cực kỳ nhanh nha. Mỗi mã hàng sẽ lên cực kỳ nhanh nên các chị và các bạn nhớ là mình nhanh tay chọn nha. Và hôm nay đây là livestream ngắn thôi nên là các chị các bạn ưng mẫu nào là chụp liền mẫu đó nha. Và sau livestream thì hãy mua giúp shop với giá 250.000 nha. Shop chỉ bán giá sốc trong livestream nha. Và D17 chúng ta còn 20 giây nữa để qua mẫu nha. D17 xuất sắc lắm. D17 cái váy nó như thế này này mọi người, cái váy như thế này á, mình mặc cái màu rêu màu đậm như thế này thì mình phối được rất là nhiều màu nha. Cái này mình phối với cái màu sáng nào nó cũng trúng hết á. Màu rêu này mà phối màu trắng rất là đẹp, màu đen cũng đẹp. Còn không, các cái màu tông nổi như màu vàng, màu cam, màu hồng đều rất là đẹp nha. Cái tông này, cái tông rêu này rất là dễ phối luôn. Các chị khi mà đặt hàng bên shop, đây là thời trang ứng dụng nên là các chị đặt hàng bên shop là các chị có hoàn toàn yên tâm là mình không phải lo là không biết phối như thế nào đâu. Mình mua hai cái này, hai cái món này về mình phối được rất là nhiều kiểu cùng với cái sản phẩm mà có sẵn trong tủ đồ của mình ở nhà nha. Đó, rất là lời luôn. Rồi, đây là áo sơ mi chứ gì em ơi. Đây là áo sơ mi mà đang like là gồm combo gồm váy và áo sơ mi đó. Rồi, chúc cho chị Xuân Lê D17 một bộ shop nhiêu một bộ dạ. Một bộ nếu mình mua một bộ thôi thì giá là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình lấy được hai bộ bất kỳ thì giá là 99.000 một bộ nha. Tức là mua một bộ thôi là 129.000. Kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ thì giá mỗi bộ là 99.000 chị Xuân Lê nha. Rồi D17 chuẩn bị qua nha. Qua mẫu sẽ trở về giá 250 nha. Chúc cho Nguyễn Thành D17 ok, cảm ơn Nguyễn Thành nha. Xem bao nhiêu lần vậy chị? Các chị và các bạn ơi, chương trình mini game mình đã qua rồi các chị và các bạn nha. Hàng chi cứ xe rất gì kìa. Các chị và các bạn ơi, bây giờ mình tiếp tục đến với một cái combo tiếp theo các chị và các bạn nha. Một chiếc áo sơ mi lệch vai, một chiếc áo sơ mi lệch vai cam đi kèm với một cái chân váy lưỡi rất là đẹp nha. Có đính ngọc trai ở trên ạ. Nguyên combo này từ 250.000. Bây giờ trong live shop chị bán với giá 99.000. Các chị và các bạn nhớ chốt hai combo bất kỳ để có giá 99.000 mỗi combo ạ. Và các chị các bạn nào chốt thì mình dưới 55kg mình chốt để mình mặc cho đẹp các chị và các bạn nha. Rồi chốt cho em mã D18. D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Ok, D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Chúc các chị Thùy Trinh đoàn D17, đây là mã thứ hai của mình rồi nha. Thùy Trinh đoàn inbox địa chỉ đúng không? Ok, cảm ơn Thùy Trinh đoàn nha. Mình đã đủ hai bộ rồi nha. Đây là mã D18 nha. D18 là sự kết hợp của chiếc áo trẻ vai với chân váy body siêu xinh như thế này nha. Hả? Chị có lấy bộ đó. Ok nha. Rồi bây giờ sắp hết bộ này rồi nha. Chị tại shop cũng ưng bộ này luôn. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt cho em D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. D18 các chị chốt nha. Các chị chốt thì nhanh tay.
Dạ dạ rồi, ok. Các chị chốt thì nhanh tay, chốt cho em mã là D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Một bộ, các chị mua hai bộ bất kỳ thì có giá 99.000 mỗi bộ. Và nếu như mua một bộ thôi thì 129.000 các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt giúp em à. Rồi chốt cho chị Xuân Lê à. Em chốt cho chị Xuân Lê rồi. Chị Xuân Lê đã có địa chỉ chưa? À chị Xuân Lê cho em địa chỉ à. À em cảm ơn anh Quang Nguyễn, à chị Quang Nguyễn à. Hàng bên em rất là đẹp, đảm bảo đẹp cho mọi người luôn nha. Lên mẫu mới đi, máy mẫu. À chị Mỹ Thuận ơi, tại vì nãy vẫn có rất là nhiều chị comment cho inbox cho em nói là chưa xem được cái mẫu này, nên bây giờ em lên lại để cho các chị nào chưa xem được, chưa đặt được thì mình đặt à. Rồi có màu khác không? Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn, em có màu này thôi. Các chị và các bạn hài lòng với màu này thì mình đặt cho em D17. À D17 kèm số điện thoại, D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi em chốt cho Nguyễn Thái Gia Hân. Rồi ok, cảm ơn Nguyễn Thái Gia Hân à. Có ship Bình Dương không vậy? Dạ em ship Bình Dương, ship toàn quốc luôn các chị và các bạn ơi. Từ 30 tới 35 ngàn nha. Ship toàn quốc từ 30 tới 35 ngàn. Rồi em chốt cho Trần Ngọc Tỷ luôn à. Em chốt cho chị Trần Ngọc Tỷ luôn à. Rồi em nón đang đội bao nhiêu vậy à? Nón đang đang đội em có giá là 120.000, chị lấy nón, comment nón kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha chị Nghi Thu ơi. Cái áo khăn này nó sẽ có cái bèo như thế này nha. Nó có một loại có nút con nút. À Quang Nguyễn ship bao nhiêu vậy ạ? Quang Nguyễn từ 30 tới 35 ngàn thôi các chị và các bạn ơi. Rồi chị Bình Nguyên, chị Bình Nguyên D18, ok em chốt cho chị Bình Nguyên. Chốt cho chị Bình Nguyên nha. Chốt cho chị Quỳnh Nguyên D18 nha. Rồi ok chị Bình Nguyên, em cảm ơn chị Bình Nguyên. Sóc cọc nón có bán không? Dạ bán tất cả những gì em đang mặc trên người là bán hết các chị nha. Trừ người dạ bán áo, bán váy và bán cả mũ nha. Mũ này dạ. Mũ này 120.000 thôi các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, em sẽ random áo một cái áo tương tự như vậy nhưng có nút được các chị và các bạn nha. Cái áo này hoặc một cái áo tương tự như vậy mà có nút. À em chốt cho chị Út Vàng Trương à, em chốt cho chị à, em cảm ơn chị Út Vàng Trương à. Các chị và các bạn ơi, nhanh tay chốt hàng nếu các chị và các bạn yêu thích mẫu này nha. D18 em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị và các bạn. D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à, rất là xinh à. D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình tranh thủ chốt nha. Rất là xinh các chị và các bạn nha. Rồi ok em chốt cho chị Thùy Linh, bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu nha. Rồi chuẩn bị qua mẫu. Lấy cái này đùi váy mà có khẩu đai. Em mặc cái gì? Chị nói cho em chốt đùi váy mà có khẩu đai. Rồi các chị và các bạn D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Lấy hàng xem thử là sao? Xem thử coi là sao ạ? Anh Quang Nguyễn ơi, anh nói gì vậy ạ? Em không có hiểu ạ. À, lấy hàng xem thử. Anh Quang Nguyễn hỏi gì ta? Lấy nón luôn nha. Ok, chị Nguyễn Thị Dĩ Hiền, chị chốt nón đen mà em đang đội luôn đúng không ạ? À? Chị chốt nón đen mà em đang đội luôn thì chị ok cho em nha. À, ok, còn bán lẻ chân váy không? Mình bán lẻ chân váy vẫn 99.000 các chị và các bạn ơi. Vì em bán trong line, em bán với giá đó thôi các chị và các bạn. Nếu lấy chân váy thì comment chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ cũng 99.000 thôi ạ. À. Và các chị và các bạn nhớ mua hai combo bất kỳ được giá 99.000 mỗi combo nha. Lấy mẫu sitting hơn đi chị một xíu rồi chị lấy mẫu sitting nè. À chuẩn bị lên mẫu sitting rất siêu xinh cho em luôn nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Xuân Lê à. Hồ Lê ơi chuẩn bị lên mẫu sitting siêu xinh cho em luôn nè. Em chuẩn bị đón xem nha. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Dị Hiền nha. Nguyễn Thị Dị Hiền có địa chỉ và số điện thoại rồi đúng không ạ? Ok, em cảm ơn chị ạ. Rồi, Thủy qua mẫu, qua mẫu Thủy đi. Rồi các chị và các bạn ơi, 10 giây để mình qua mẫu ạ. À. Ship Kiên Giang bao nhiêu vậy ạ? À, ship Kiên Giang bên em từ 30 tới 35 ngàn. Ship tỉnh, thành phố khác là 30 tới 35 ngàn. Còn nếu trong thành phố Hồ Chí Minh là 20 tới 25 ngàn thôi các chị và các bạn ơi. Rồi một set là 99 ngàn. Và nhớ mua 2 set bất kỳ trong line để được giá 99 ngàn. Mua 2 set trong line bất kỳ để được giá 99 ngàn mỗi combo các chị và các bạn nha. Rồi em chuẩn bị qua mẫu. Một set duy nhất 129 ngàn à. Đêm mấy vậy? Nè. Rồi Hương Nguyễn ơi, à anh Vũ đi du lịch mất rồi. À Hương Nguyễn ơi, Hương Nguyễn á cho cái gì? À, Hương Nguyễn cho chị địa chỉ. Hương Nguyễn lấy ok ok rồi, ok lấy gì? Có địa chỉ chưa? Ok, đây là D18. Mọi người ơi, nhớ là D18 cái này nó sẽ có một hàng nút Hương nữa Nguyễn nha. Cho mình địa chỉ luôn nha. D18 sẽ có hàng nút nữa nha mọi người nha. Nói chung là đợt mới về nó có hàng nút nó đẹp lắm. Đó, nó cũng tương tự như vậy nha mọi người nha, nó sẽ có hàng nút nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua D19 mọi người nha. D19 nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với D19, đó là chiếc áo 7 màu siêu xinh ngày hôm nay. Có cần xe không chị? À
em nói chung là bạn nào cần xe thì shop rất là cảm ơn luôn. Đây là D19 nha. Nói chung khách hàng nào mà xe giúp shop thì shop vô cùng cảm ơn mọi người luôn nha. Ôi lắc quá hả, bị lắc hả? Trời ơi D19 quá xuất sắc các chị ơi. Đó là sự phối hợp của cái chân váy. Cái này là chân váy quần mọi người nha. Đó nó có hai lớp này, vải rất là dày luôn. Mọi người ơi mua cái váy này về, trời ơi nó vải, nó dày, vải dày mà nó mềm, nó đã lắm. Mặc cái váy này siêu đã luôn. Mình phối hợp với chiếc áo 7 màu today nha. Áo 7 màu today đó là hôm nay nha. Đó, 7 màu đang là trend. Ai chưa có trong tủ đồ của mình cái trend này, nhanh tay sở hữu cho mình cái combo này. Và bán cực kỳ sốc, 99.000, mọi người tin được không? 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Rồi, mã này là D19 đúng không? D19 giúp shop nha mọi người nha. D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. D19 là mã của combo Thủy đang mang nha. Nhanh tay comment giúp shop là D19 giúp shop nha. D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chúc cho chị Nguyễn Ngọc D19 ok. Nguyễn Ngọc comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment giúp shop là D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Học Danh D19 ok. Học Danh đây là bộ thứ hai của mình rồi nha. Em có địa chỉ của mình rồi nha. Cảm ơn Học Danh nha. Chúc cho chị Trân Trân Tài ok. Chị Trân Trân Tài đây cũng là mã thứ hai của chị luôn nha. Nhớ là nhanh tay comment giúp shop D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Quá hot cho cái bộ này nha. Đây là mã D19 đó các chị nha. Ai đặt của mình hãy nhanh tay cùng điện giúp em là D19 cho số điện thoại nha mọi người nha. Một chiếc áo 7 màu và kết hợp với lại một cái quần 2 tầng nha mọi người nha. Một cái quần 2 tầng thì vải rất là dày dặn luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Ở kết hợp với là một chiếc áo 7 màu. Đây rất là dễ thương nha mọi người nha. Và đây là mã số này là con mã số là D19 cho các chị và các bạn nha. Anh và em Long ơi, Long ơi. Út Hoàng Dương chúc mừng rồi. Út Hoàng Dương ơi chúc mừng. Dạ em chốt cho chị Út Vàng Trường nha. Rồi ok chị, cảm ơn chị nha. Và ai đặt đũa thì mọi người hãy nhanh tay comment giúp em là D19 nha mọi người nha. D19 và số điện thoại nha mọi người, rất là xinh luôn. Ai mà sở hữu một cái bộ này thì rất là đẹp nha. Rất là xinh luôn các chị ơi, rất là đẹp luôn. Áo này là Trung Văn Mộc. Hả? Trung Văn Mộc. Trung Văn Mộc. Rồi em chốt cho Trung Văn Mộc luôn nha. Mọi người ai mà đã chưa cho shop địa chỉ thì mọi người hãy nhanh tay comment giúp em là địa chỉ luôn các chị nha. Để em chốt hàng luôn nha mọi người nha. Và lên địa chỉ tiếp tục nha mọi người nha. Mọi người ơi, một áo nếu mọi người mua rẻ, mua riêng ra áo là 99.000 một cái nha mọi người nha. Mọi người nên mua một combo luôn thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều nha mọi người nha. Một bộ này rất là đẹp luôn, chỉ có giá là 99.000 khi mà mua hai set nha mọi người nha. Hai set là một bộ là 99.000 một bộ nha mọi người nha. Rồi mọi người xong chưa? D19 mọi người nha. D19 là mã hàng mà Thủy đang mang nha. Nhanh tay comment D19 giúp shop nha. Xong chưa mọi người? Chúng ta chỉ còn 20 giây nữa nha. 20 giây nữa chúng ta sẽ qua mẫu nha. 4 áo. Mọi người nên mua combo cho nó rẻ nha. Chị qua. Rồi chúng ta sẽ còn 10 giây cuối cùng để qua mẫu D19 nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Kính ở trên bàn bao nhiêu vậy ạ? Kính ở trên bàn không sao chị, để đó em chị không sao. Kính ở trên bàn, kính là 79.000 nha. Kính là 79.000 mọi người nha. Kính ở trên bàn là 79.000 nha Phương Vy nha. Dạ chúc cho chị Út Vàng Trương D19 nha. Ok em cảm ơn chị nha. Rớt gì hả chị? Không, chưa. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua D20 trong ít giây nữa nha. D20 sẽ được lên trong ít giây nữa nha. Để đó em. Ai mà lụng bà mà thèm quá. Không, ý là ít dặn. Rồi các chị và các bạn ơi, mình chuẩn bị lên D20 à. D20 mình chuẩn bị lên D20 nha các chị và các bạn ơi. D20 là một cái set cực kỳ xinh nè à, bao gồm một chiếc áo và một cái chân váy nha các chị và các bạn ơi. Đó. Một cái áo trắng sọc đen và một cái chân váy nơ rất là xinh. Kiểu này do các bạn xịn dâu nè. Đúng rồi, và cái áo này á, trong váy da đây các chị và các bạn nha. Áo này form crop top mặc cũng được luôn nha. Nói chung là mọi người làm form crop top cũng được. Còn không thì mình serving lại cũng rất là xinh nha. Cái váy này màu siêu nhẹ nhàng và thoải mái. Nhẹ nhàng này, cái màu rất là lạ nha. Cái màu hồng ruốc như thế này á,
nên bổ sung trong tủ đồ của mình các cái màu lạ như thế này nha, tông màu lạ như thế này, chứ đừng có lúc nào cũng trắng đen thì nó hơi bị nhàm chán đúng không. Chúng ta nên bổ sung những cái màu tông màu lạ như thế này nha. Và nhanh tay đặt hàng bộ này với mã là D20 mọi người nhé. D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nhé. Comment D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop các chị và các bạn nha. D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. 4 áo là bao nhiêu chị Nghi Thu ơi? Chị chốt 4 áo. À, chị okay chốt rồi. 4 áo là sẽ... Em cứ inbox nha, nói chung là mọi người có mua nhu cầu mua áo nhóm như thế nào thì cứ inbox cho shop nha. Rồi có ai mua lấy D20 mà Hân đang mang thì nhanh tay comment giúp shop là D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chúc cho Nguyễn Tuấn Minh D20 ok, chúc cho Diệp Đông D20 ok, cảm ơn Diệp Đông. Đây là bộ thứ hai của mình nha. Váy có quần không? Váy có quần bên trong các chị váy quần, quần nha. Mọi người ơi, đây là váy quần mọi người ơi, váy quần mà phía sau là quần, phía trước là váy nha. Rồi nhanh tay D20 đi mọi người ơi. Chúc cho ở Huyền Nguyễn nhanh tay comment D20 kẹo hết em nha. Chúc cho chị Châu Khanh D20 nha. Comment địa chỉ giúp shop chị nha. Chúc cho Bình Nguyên D20 thích quyền luôn. Bình Nguyên em chúc D20 ạ. Okay. Các bạn em chúc D20. Chúc cho chị Trang Công D20. Ok chị Trang Công comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chị Trang Công ơi comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi nhanh tay D20 các chị ơi, bộ này đẹp quá, xuất sắc quá. Cái màu này đẹp lắm, cái màu nâu ruốc, oh sorry hồng ruốc này xinh lắm. Đây mà... các chị phải da nha các chị ơi. Nó da. Da mà da quần bên trong các chị nè. Vậy giờ vậy bền á, vậy này rất là bền luôn. Vải này rất đẹp luôn các chị và các bạn ơi. 49kg mình bao vừa nè. Chỉ 55kg trở xuống các chị và các bạn yên tâm là em bao vừa cho mình luôn các chị và các bạn nha. Huyền Nguyễn ơi, 49kg là mặc vô cùng đẹp bộ này nha. Rồi chú chị Như Ngô D20 có địa chỉ chưa? Chị Như Ngô comment địa chỉ giúp shop nha. Chút nào mới có đồ giải shop chân nào. Và chị Úc Hoàng Thương ơi, em gửi đi tỉnh là từ 3 đến 6 ngày nha. Tùy vào tỉnh nha, từ 3 đến 6 ngày là chị nhận được nha. Chúc cho Huyền Nguyễn D20 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Nhanh tay đi các chị ơi, chúc cho Như Ngô D20 comment địa chỉ giúp shop nha. Huyền Nguyễn comment địa chỉ giúp shop nha. Quá xuất sắc, bộ này đẹp quá. Có kiểu set bộ Hàn Quốc không chị? Bộ nào cũng style Hàn Quốc hết em ơi. Toàn là Hàn Quốc thôi chứ đâu có đất nước nào khác đâu. Người ở Việt Nam, đồ ở Việt Nam nhưng mà nhìn style toàn là Hàn Quốc thôi. Nên là mọi người mặc vào, mọi người chỉ cần biết cách phối đồ một tí là nhìn mình trông như Hàn Quốc vậy đó, trông như hàng xẻng luôn. Rồi D20. Các bạn chúc D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Em thả ra luôn. Áo kia em có địa chỉ rồi. À áo kim à đồ ok Huyền Nguyễn nha, nãy có đặt áo caro. Ok cảm ơn Huyền Nguyễn nhiều nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với D21 đây mọi người ơi. Đây đây. Bộ này đi. Bộ này lại đi. Bộ này nhiều chị chưa đặt được. Rồi chúng ta cùng đến với D21 nha. D21 quá xuất sắc mọi người thấy không? Cái áo có thêu hình bạc. Mọi người có để ý là cái mùa hè này là cái form những cái mốt mà áo thun mà kiểu như đó, in chữ như thế này đang lên ngôi không? Đó, đây là cái mốt áo thun đang lên ngôi nha. Cái kiểu mà áo mà có in thật là nhiều chữ theo kiểu cái tờ báo á mọi người ơi. Giống như một cái tờ báo đang lên ngôi nha. Cái này mình mặc theo kiểu dấu quần cũng được nha. Mình mặc cái quần ngắn một tí để lên tí luôn cho các chị thấy luôn. Để cái quần lên tí cho các chị thấy luôn, đúng rồi. Đó, nó kiểu dấu quần được luôn nha. Nó giống như cái đầm cũng được nha. Còn không mình sơ vinh lại nhẹ nhàng thanh khiết nhẹ nhàng tinh tế mọi người nha. Đó, còn không mình sơ vinh lại nha. Chào mọi người nha. Dạ chào chị Cuộc Sống Khác Xưa, chào chị nha. 55kg vừa, đúng rồi, bộ này vô tư vừa nha Như Ngô nha. Bộ này 55kg là vô tư vừa nha. D21 cộng kính. Ok Phương Vi, chúc cho Phương Vi D21 cộng kính nha. Kính màu gì Phương Vi ơi, comment giúp shop. Kính màu gì em ơi? Kính là 79.000 em nha. Kính màu gì em comment giúp shop luôn nha. Rồi rồi bộ này là D21 nha. Bộ này 60kg mặc vô tư thoải mái luôn nha. Bộ này là bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Cái áo form rộng rãi thoải mái. Quần á thì cái lưng nó lưng thun á. Cái quần váy em bẻ lên cho các chị xem. Đây là quần váy các chị nha. Đứng phía trước cho các chị xem. Đây là quần váy nha. Phía trước là nó là cái váy nó đắp chéo như thế này nè. Vải này đẹp lắm nè. Đó, vải siêu đẹp luôn. Rồi bộ này D21 nhanh tay comment giúp shop D21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. D21 nha. Màu gì cũng được. Ok Phương Vi nha. Trời chưa thấy khách hàng nào mà dễ thương như Phương Vi luôn. Cảm ơn Phương Vi nhiều nha. D21. D21 nha chị nha. Ai đặt mẫu này thì hãy nhanh tay comment giúp em là D21 và số điện thoại nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn, một chiếc áo thun có in báo nha mọi người nha. Có in báo rất là đẹp luôn. Và kết hợp với lại một cái chân váy quần nha mọi người nha. Chân váy quần này mọi người rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Ở đằng sau là cái quần này là lưng thun nha mọi người nha. Cho nên là mọi người yên tâm nha mọi người nha. Rất là thoải mái luôn nha. Ok. D21 nha mọi người nha.
Rồi chúc cho chị Quang Quách mã D21 ok, chị comment địa chỉ giáp sát nha. Chúc cho Thanh Tuyền D21 kèm kính tím ok Thanh Tuyền nha, comment địa chỉ giáp sát với chị Thanh Tuyền ơi. Chúc cho Trần Dương D21 ok, Trần Dương đây là bộ thứ hai của mình nha. Dạ chị Cuộc Sống Khác Xưa ơi, một bộ là 129.000 nha chị nha. Còn kết thúc live chị chọn được hai bộ bất kỳ thì giá mỗi bộ là 99.000. Sao Vinh lại đi. Kết thúc live chị chọn được hai bộ bất kỳ là 99.000 một bộ nha. Còn trong live kết thúc live chị lấy một bộ thôi thì giá là 129.000 nha. Rồi chị nhanh tay comment giúp shop là D21 nha. Sắp chuẩn bị qua mẫu rồi nha. Và nhớ là sau livestream mua giúp shop với giá là 250.000 mỗi bộ nha. Sau livestream mỗi bộ sẽ có giá 250.000, sắp chị bán giá sốc trong thời gian livestream diễn ra nha. Em có cần chọn thêm bộ không ạ? À? Phương Vy ơi, cũng không cần nha. Nói chung em muốn mua thì em cứ chọn nha. Phương Vy em muốn mua thì em cứ chọn nha, còn không thì một bộ thì shop vẫn ship cho em, tại vì em là khách quá nhiệt tình, quá tuyệt vời của shop rồi. Mua một áo một set được 99 một bộ không, hai bộ set mới được. Hương Nguyễn ơi vẫn được em nha. Nói chung vậy là chị tính cho em 99.000 một bộ rồi. Dạ chúc cho chị Hương Nguyễn D21 em cảm ơn chị nha, địa chỉ rất là rõ ràng nha. Bộ đó có size lớn không? 62. Chị Linh Hoàng 62kg mặc được chị nha. 62kg mặc được bộ này, chị Linh Hoàng nhanh tay đặt nha. Tại vì những cái bộ mà trên 60kg rất là ít nên chị nhanh tay đặt bộ này quá xuất sắc nha. Dạ chị ai? Chị Thanh Tuyền cho sắp địa chỉ đi chị ơi. Thanh Tuyền cho sắp địa chỉ nha. Nãy em đặt like trước giờ em đặt thêm. Được nha Hà My ơi, em đặt thêm đi em ơi. Hà My tranh thủ đặt nha. Em ba bộ rồi. Dạ ok, cảm ơn chị Hương Nguyễn nha. Chị Linh Hoàng nhanh tay đặt đi. Bộ này 62kg mặc được nha. Nhanh tay comment giúp sắp nha. Bên, ok, cảm ơn chị Hương Nguyễn. Dễ thương quá, mọi người dễ thương quá, mọi người đặt hàng dễ thương quá. Rồi D21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Dạ cảm ơn chị dễ thương, cảm ơn Huyền Nguyễn dễ thương nha. Rồi D21, chúng ta còn 10 giây cuối cùng để đặt D21 nha. 10 giây là bánh lượng cái liền. Dạ còn 10 giây nữa để mình đặt D21 nha các chị và các bạn. Sau khi em diễn tả ai? Diễn tả xong thì mình đặt cho chị và các bạn nha. Ok, chị Trang Công còn đó cho sắp địa chỉ luôn nha. Chị Trang Công ơi, mình có nghe tên sắp đọc tên thì mình cho sắp địa chỉ nha. Chị Trang Công và chị Thanh Tuyền nha, cho sắp địa chỉ nha. Ok Thanh Tuyền sắp thấy địa chỉ, cảm ơn Thanh Tuyền nha. Qua chương bay xin đi các bạn ơi, mình đến với bộ D21 các chị và các bạn nha. D21 rất là xinh, bao gồm một chiếc áo sơ mi trễ vai và có bèo nhún ở ngực rất là đẹp ạ. Và đi kèm với đó là một cái chân váy da lụa có nút rất là xinh các chị nha. Và chân váy này mình mặc rất là đẹp luôn các chị nha. Rất là tôn dáng luôn các chị và các bạn. Nhanh tay chốt cho em mã này D21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, vẫn có giá 99.000. Vẫn có giá 99.000 khi mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu các chị và các bạn chỉ chốt trong live duy nhất một combo thì mình sẽ có giá 129.000 à. Đúng rồi. Rồi D22, đây là bộ D22. Dạ ok, em chốt cho chị Cuộc Sống Khác Xưa D21 rồi nha. Chị Cuộc Sống Khác Xưa comment địa chỉ nha. Em đọc lộn. Không, chị lấy D21 lúc nãy á. Chị Cuộc Sống Khác Xưa D21 là cái bộ thun lúc nãy chị nha. Bộ thun chữ cái áo in hình cái tờ báo nha. Chị Cuộc Sống Khác Xưa. Bộ D21, 22 cái chị. Đúng rồi. Chị Cuộc Sống Khác Xưa comment địa chỉ giúp shop nha. Còn bộ Hân đang mang, bộ màu xanh này là D22, nhanh tay comment giúp shop là D22 nha. Bộ này là quá nhiều chị yêu cầu, sau lại cho shop cho xem nè, tại vì bộ này đẹp quá. Vải đẹp lắm, bộ này vải siêu đẹp luôn. Cái váy á là vải nó theo kiểu da lộn mà co giãn siêu mềm, siêu thoải mái. Còn cái áo là cái form cái vải nó dày mà nó thấm hút mồ hôi đã lắm. Dạ ok chị Cuộc Sống chị comment lộn ạ. Ok chị Cuộc Sống Khác Xưa chị lấy D22 comment địa chỉ giúp em nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với D22 nha. Còn ai muốn sở hữu D22 nhanh tay comment nha. Shop sẽ còn 5 mã hàng cho các chị và các bạn chọn nữa, nhanh tay đặt hàng nha. Tại vì qua livestream, qua hết livestream là 250.000 mọi người nha. Giá sẽ là 250.000 nha. Dạ chúc cho Hương Nguyễn D22 ok, cảm ơn Hương Nguyễn nha. Nhanh tay comment D22 giúp shop nha. Em thích bộ này nhưng da em mặc không trắng nên mặc áo này hơi xấu. Còn vậy hôm nãy em lấy màu kem á, cái xích kem á, cũng là trẻ vai mà màu cam á, cũng là trẻ vai mà màu cam rất là tôn da nha. Xíu nữa, ủa nãy sao em không đặt ta, qua mất tiêu rồi. Rồi em chốt cho chị Hương Nguyễn à, em chốt cho chị Hương Nguyễn. Chị Cuộc Sống Khác Xưa ơi, chị cho em xin địa chỉ và số điện thoại à. Tại có địa chỉ và số điện thoại thì em mới chốt hàng được cho mọi người nha. Rồi các chị và các bạn comment D22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng giúp em ạ. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment D22 nha. Chị nào cũng muốn sở hữu, chúng ta còn 10 giây cuối cùng để chuyển qua D23 nha. Bộ này mà 99.000 nói thật là quá sốc nha. Cái vải rất là đẹp, cái bộ này ai mua về là sẽ không ai mà chê chấp vải được hết. Bộ này siêu đẹp luôn. Đó, cái bộ nào mà vải như thế nào shop sẽ tải cho mọi người biết cái chất vải luôn nha. Đó, hàng vừa đẹp mà vải đẹp nữa thì chết mất. Quá xuất sắc. Ok,
Cái máy đó là ngày xưa em có mượn một lần rồi biết không vậy? Đầy máy mấy trăm ngàn. Đụng nhẹ xíu đầy ghê trời. Rồi chọc nữa. Nghe không? Ưng chọc. Ta không biết mà ta hư là ta đầy thôi. Rồi D23 Thủy giới thiệu D23 cho các chị nha. Mọi người ơi D23 nha mọi người nha, một chiếc áo. Một chiếc áo sơ mi có bèo ở tay nha mọi người nha, có bèo ở tay và có một cái nơ rất là đẹp nha mọi người nha. Và kết hợp với một chiếc quần có hai tầng nha mọi người nha, một chiếc quần có hai tầng mọi người ơi, rất là đẹp luôn nha. Ai đặt mỗi màn thì hãy nhanh tay và mấy cho em là D23 nha mọi người nha. D23 đúng không? D23 nha mọi người nha. D23 và có điện thoại giúp em nha mọi người, rất là xinh luôn nha mọi người nha. Trời ơi, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. D23 nha. Ai thích mỗi màn thì nhanh tay và mấy giúp em là D23 và số điện thoại nha mọi người nha. D23 nha mọi người, rất là xinh luôn. Phối hợp với là một chiếc áo bèo nè mọi người. Một chiếc áo bèo này nha mọi người nha. Màu này là màu hồng đó. Đúng rồi, D23 đó là sự kết hợp của chiếc áo bèo. Mọi người có để cái phong cách cái kiểu gì ta? Mọi người có cái phim ở phương ở châu Âu á, những cái thời xưa người ta hay may cái kiểu bèo bèo ở vua chúa á. Đó, cái kiểu bèo đó bây giờ cái kiểu bèo đó được đem cách điệu vô cái áo này nè, mọi người thấy không? Nó rất là hay hay, nhìn nó lạ lạ, hay hay ha. Cái tay á nó có cái bèo đó, bèo nhúng nhúng rồi cái nơ, có cái phần nơ ngực nữa, nhìn nó tôn cái áo lên nhìn nó sang quá. Và mình phối hợp với một cái chiếc quần mà nó quần, cái này quần váy mọi người nha. Nó có hai tầng nhưng mà đó là một chiếc quần mình ngồi lên ngồi xuống không sợ lộ hàng, thoải mái, thậm chí mình mặc cái quần này mình chơi đá cầu, mình chơi nhảy dây, mình chơi bắn bi, trúng tiền vẫn được nha. Tại vì cái quần này nó quá thoải mái là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó là một chiếc quần luôn, mình khỏi sợ lộ hàng nha. Rồi D23 nhanh tay giúp shop nha mọi người nha. Ok, chúc chị Hiền Minh D23, ok chị Vũ Ngọc Linh D23, đây là bộ thứ hai của mình luôn nha. Ok, có địa chỉ thì em không cần ai nữa. Ok, chị Hoàng Anh D21 có địa chỉ chưa? Chị Hoàng Anh cho sắp địa chỉ luôn nha. Chị nào mà đặt hàng thì cứ comment đầy đủ là mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị Hoàng Anh ơi comment đi D21 comment địa chỉ giúp em chị Hoàng Anh nha. Rồi chúc với chị Phạm Truyền D23, chị Phạm Truyền comment địa chỉ giúp sắp nha. Mình lấy thêm bộ D23. Dạ chúc với chị Xuân Lê D23 nha. Khi nào lấy quần dài về chị Võ Linh Linh ơi, quần dài thì sẽ có trong chương trình khác nha. Sắp sẽ cố gắng sắp xếp một cái chương trình để like váy jean nè, quần dài váy dài cho mọi người nha. Còn hiện tại sẽ là chương trình combo 99.000 nên sắp sẽ lên cái set đồ nó rất là thông dụng, nó rất là thoải mái. Đây là các set thời trang ứng dụng cho mọi người nha, mặc thoải mái đẹp mà còn lại giá cực kỳ sốc, cực kỳ rẻ nữa nha mọi người nha. Em cho số điện thoại và địa chỉ rồi mà. Cuộc sống cái xin thấy chưa? Sống cái xưa bà chờ rồi. Ok ok dạ. Ok chị Hoàng Anh ơi cho sắp số điện thoại địa chỉ với chị ơi. Các chị ơi hãy nhiệt tình cho sắp địa chỉ số điện thoại nha mọi người, đừng có lo sau livestream thì em sẽ ẩn comment đi. Với lại mỗi ngày thì đơn hàng nó rất là nhiều nên là các chị cho địa chỉ thì em sẽ đi hàng sớm nhất, còn nếu mà không cho địa chỉ thì rất là khó để gửi hàng được cho mọi người ấy. Nên sách nào trên váy dài chút đi chị. À Ngô Thị Mỹ Thuận thích trên váy dài hả? Chân váy dài chút đi, để sắp đang nghiên cứu coi có chân váy dài chút đi. Ok, một tí nữa sắp sẽ lên cái kiểu chân váy dài một tí, nhưng mà sẽ cái giá nó sẽ nhỉnh hơn một tí thôi nha. Đó, tại vì đó như là mọi người cũng biết là cái vải mà may càng nhiều cái gì mà hơn sẵn ra hàng vô vậy, không đưa cho nó. Không còn không? Ủa chị, của em để đâu? Nè, em bộ này. Đó chưa? Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn đến với set mà Hân đang mặc và em đang mặc cách đây các chị và các bạn nha. Bao gồm một chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng và đi kèm với đó một chân váy màu nu nha. Màu hồng nu rất là đẹp các chị nha, màu hồng cúc rất là đẹp nha. Và nguyên một combo này giá từ 250.000. Bây giờ em chỉ bán với giá là 99.000 combo này. Các chị và các bạn chốt combo này comment cho em mã là D24. D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ vẫn là 99.000 một combo. Và mua hai combo bất kỳ sẽ có giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Nếu các chị mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 à. Đúng rồi. Rồi ok chị Phạm Truyền sắp thấy địa chỉ rồi nha. Mã D24 là sự kết hợp của chân váy hồng nút nha. Hồng nu nha. Gọi hồng gì ta? Hồng nu, hồng pastel. Phải pastel không?
phòng hồng pastel nha, phòng hồng rất là nhẹ nhàng. Và đi với một chiếc áo xanh dương mà sọc như thế này tạo mình cảm giác là thoải mái, gẹn như là cái sao mát mắt á. Cái màu này nó màu rất là dịu nhẹ nha, dịu nhẹ nên mặc trong mùa hè này là vô cùng phù hợp các chị nha. D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sách nha. Dạ chúc cho chị Tiên Tiên Dương, ok chị Tiên Tiên Dương nha, comment địa chỉ giúp sách chị nha. Chúc cho chị Ngọc Châu Ly, comment địa chỉ giúp sách chị Ngọc Châu Ly luôn nha. Trần Ngọc Tị kính như vậy chị, kính là 79.000 em nha, kính là 79.000 nha. Đó, kính là kính kiểu vậy đó. Chúc cho chị Mạnh Hà Thi D24, ok chị Mạnh Hà Thi, đây là mã hàng thứ ba của mình rồi nha. Chị Mạnh Hà Thi nhá. Rồi nhanh tay comment giúp shop D24 nha. Ai còn muốn sở hữu D24 thì giúp shop nhanh tay comment giúp shop D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị nha. Comment D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Các chị và các bạn nhanh tay. Còn ba mã hàng cuối cùng thôi. Shop còn ba mã hàng cuối cùng cho mình đặt thôi các chị và các bạn nha. Ba mã hàng cuối cùng và nhanh tay chốt cho em D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Các chị và các bạn nào mới mua được một set thì mình có thể mình có thể chú ý để mình thêm một set nữa các chị và các bạn nha, để mình được có giá 99.000 mỗi combo à. Và các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, kính em đang mang chị với giá 79.000 các chị và các bạn nha. Học đất. Dạ chị Đông Trần, hồng đất là sao chị? À màu này là màu hồng đất, đúng rồi. Chị Đông Trần có muốn lấy D24 thì comment giúp em luôn nha. Nãy là chị trúng mini game đúng không? Chúc cho chị Như Ngô D24, em cảm ơn Như Ngô nha. Chúc cho chị Trang Công D24, chị Trang Công cho em địa chỉ nha. Trang Công chưa có đúng không? Chị Như Ngô chưa có địa chỉ nha, chị Như Ngô và chị Trang Công chưa có địa chỉ, comment giúp em địa chỉ luôn nha các chị nha. Mình đặt hàng mình cho sắp địa chỉ luôn nha, biết sao không? Mỗi ngày đơn hàng đi rất là nhiều nên là phải có địa chỉ thì sắp mới gửi hàng nhanh được. Bảy ngày là bảy quần các chị và các bạn nha, có quần trong luôn nha, có quần trong luôn nha các chị. Đúng các rồi. Bạn ơi. Quái bên sắp đa số có quần trong, cái kiểu mà xòe xòe hay có quần trong á để mọi người thoải mái vận động ấy, rất là dễ thương nha. Rồi nhanh tay chị Trang Công ơi, comment giúp sắp địa chỉ nha, chị Như Ngô comment giúp sắp địa chỉ luôn nha. Sắp qua mẫu nha, sắp chỉ còn ba mã hàng cuối cùng các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Và giá 99.000 chỉ áp dụng trong thời gian livestream diễn ra nha. Sau livestream nếu các chị đặt hàng thì sẽ ra là 250 nha. Nhớ là nếu mà chị nào vào trễ và mới chọn được một bộ, sau livestream có thể xem và chọn một bộ nữa vẫn được tính là 99.000 một bộ nha. Và kết thúc là mình cương quyết lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Mà bao nhiêu cân mặc vừa? Dưới 55 cân, dưới 55 kg mặc vừa nha Như Ngô nha. Bộ này dưới 55 kg mặc vừa Như Ngô nha. Chị Trang Công chưa thấy địa chỉ chị ơi. Rồi xong chưa mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để sở hữu combo D24 nha. 10 giây cuối cùng để em chốt combo D24 à. Em thích quần hơn, chân đã xấu mà mặc vậy không mặc vải được. Mặc váy chị mà hâu hù. Các chị và các bạn ơi, cái này thì em đảm bảo là mặc lên chân sẽ thon à. Đúng mặc rồi. Lên đặc biệt một cái chân vải này là nhìn nó rất là thức tha và chân sẽ thon mọi người nha. Vì cái độ mềm mại rồi đấy. Xem mẫu nào hợp sẽ làm chân mình. Ok, thon ok chị Đông Trần nha. Dạ ok chị Đông Trần à. Rồi bây giờ sắp cái chuyển qua D25 nha. Và các chị sắp chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng nha. D25 chuẩn bị lên các chị nha. Bây giờ sắp sẽ lên D25 cho các chị chọn nha. Và 3 mã hàng cuối cùng sẽ được lên. Bộ này hơn nè. Ủa bà mới để lên đây hả? Ở đây đó thì sẽ khỏi sợ dặm. D25 nha. Mã của Thủy đang mang là D25. Sự phối hợp của một chân váy. Trời ơi, cái này mà bạn nào trẻ trẻ, chị nào trẻ trung một tí thích cái style mà trẻ trung á, quá hợp với bộ này nè. Bộ này cái váy yếm quá xuất sắc luôn. Yếm vải kaki các chị nha. Yếm này vải kaki mình phối hợp một chiếc áo thun đẹp quá. Bộ này là cũng như vậy, giả như vậy, bộ này xuất sắc. Ôi là xuất sắc luôn, không biết tả từ nào luôn. Thủy mặc lên nhìn rất là dễ thương. Mình mang với một đôi bata hoặc một đôi bốt nữa. Đó, siêu xinh luôn. Đôi bata mình đi uống trà sữa nè, mình đi cà phê nè là đảm bảo là mọi người sẽ nhìn và hỏi ủa cái bộ này mua ở đâu. Chắc là mọi người sẽ tưởng là cắt 300-400 ngàn á, nhưng mà té ngửa ra là 99 ngàn là cực kỳ sốc luôn. Rồi nhanh tay cầm máy giúp sắp là D25 nha. Ok Như Ngô, sắp cảm ơn Như Ngô nha. Em mua D20 và D24 được không chế? Được nha. Thiên thần nhỏ có nãy giờ có đặt chưa? Thiên thần nhỏ cầm mang số điện thoại địa chỉ liền giúp sắp nha. Chúc cho thiên thần nhỏ D20 và D24 rồi nha. Comment số điện thoại địa chỉ giúp sắp nha, thiên thần nhỏ nha. Chị ơi bán chị 4 áo mã D19. Ok Nghi Thu nha. Nghi Thu comment số điện thoại địa chỉ luôn nha em nha. Nghi Thu ơi, sau đây chị ngày mai thì sắp sẽ gọi điện cho em luôn nha. Chị chốt cho em 4 cái mã áo 7 màu rồi em nha. Nghi Thu ơi, comment số điện thoại địa chỉ giúp sắp em nha. Rồi ok, đây là D25 nha. Chúng ta trở lại với D25 của Thủy đang mang nha. Cũng 99.000 áp dụng khi chọn từ bộ thứ hai trở lên nha. Nếu kết thúc live mình lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. D25 nha chị nha, đây là D25 nha. Phối hợp với lại một chiếc yếm, phối hợp với lại một chiếc áo nha mọi người nha. Một chiếc áo có theo là
sống khác xưa nha chị nha. Em cảm ơn chị nha. Rồi ai chị nào đặt nữa thì hãy comment cho em là D25 nha mọi người nha. D25 là số điện thoại nha các chị nha. Các chị comment D25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị chút. Nếu các chị chốt D25 mà một set bao gồm một chiếc áo thun và một cái chân vải yếm rất là xinh như Thủy Yến đang mặc, chỉ có giá 99.000 áp dụng cho các chị mua hai combo bất kỳ trong live các chị nha. Comment D25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em. Còn nếu các chị nào chỉ duy nhất chốt một combo thì mình sẽ có giá là 129.000 à. Em chốt cho chị Thiên Thần nhỏ, em chốt cho chị Bảo Trâm. Nhiêu tiền bốn cái à? À, chị Nghị Thu à, inbox đi rồi em sẽ nói rõ nha. Để lại chị Nghị Thu cho em để lại cho em địa chỉ rồi chị inbox. Rồi chị inbox để em nói rõ giá cho chị nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay. À chốt D20, chốt D25 kèm D24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. D25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. À Bảo Trâm hồi nãy chốt D24. Ok, chốt cho Bảo Trâm nha. Ủa chân váy hồng rút. Đúng. Chốt chân váy đúng không Bảo Trâm? Chân váy vẫn 99.000 nha Bảo Trâm ơi. Nón kiên tường có giá 99.000 các chị và các bạn ơi. Rồi nói xong còn hai mã hàng cuối cùng. Sốt còn hai mã hàng cuối cùng nha mọi người ơi. Sắp sẽ lên hai mã hàng cuối cùng nữa thôi. Nên các bạn và các chị tranh thủ, nếu các chị nào mới chốt được một combo thì nhanh tay comment thêm. Chốt thêm một combo nữa nha. Nón trên tường bao nhiêu? Rồi các chị và các bạn ơi, tiếp theo em tới với cái mã của em này là D26 kèm địa chỉ kèm số điện thoại các chị và các bạn nha. Á đồ D26 là một chiếc sơ mi trẻ vai phối giữa màu đen và màu đỏ các chị và các bạn ơi. D26 rất là đẹp. Dạ rồi, em chốt cho chị cuộc sống khác xưa nha, em chưa miêu tả nữa. Các chị và các bạn ơi, đi kèm với đó là một cái quần giả váy nơ rất là xinh nè. D26 đây cũng dành cho các chị và các bạn nào dưới 55kg các chị và các bạn nha. Dưới 55kg thì mình chốt cái bộ này nha. Chốt cho em mã D26 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cũng 99.000 một bộ này thôi. Và áp dụng 99.000 khi các chị và các bạn mua 2 set bất kỳ trong line thì mỗi set sẽ có giá 99.000. Và nếu chốt một set duy nhất 129.000 à. Cuộc sống khác xưa, dạ em chốt cho chị cuộc sống khác xưa. Em chốt cho chị Vũ Hà Vi. Vũ Hà Vi ơi, chị cho em địa chỉ và số điện thoại à. À, chị Vũ Hà Vi có số điện thoại, có địa chỉ bên em rồi, em cảm ơn à. Các chị mà có địa chỉ, có số điện thoại bên em thì các chị chỉ cần chốt mã được rồi à. Rồi chị Nghị Thu, dạ em chốt cho chị Nghị Thu à. À, chốt chị Nghị Thu, chị Nghị Thu cho em địa chỉ để em chốt bốn cái áo lúc nãy nha. Rồi, rồi Vũ Hà Vi, ok Vũ Hà Vi à. À Hoàng Thanh Vi, em chốt cho Hoàng Thanh Vi cho em địa chỉ à. Chị Út Vàng Trương, ok em chốt cho chị Út Vàng Trương. Rồi nhanh tay comment giúp shop là D26 các chị và các bạn nha. Shop chỉ còn hai mã hàng cuối cùng thôi. Hai mã hàng sắp được lên các chị và các bạn nhanh tay đặt nha. Tại vì sau livestream là mình trở về giá bao nhiêu rồi? Trở về giá là 250.000 các chị và các bạn nha. Chúc cho Kim Dung D26, Kim Dung comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Coi lại vẫn được đặt được phải không chị? Nhật Vi ơi, mình phải có đặt một bộ trong live. Sau khi kết thúc live mình đặt một bộ nữa thì mới được tính giá 99.000 mỗi bộ nha. Tức là mình phải có chốt một bộ trong live nha Nhật Vi nha. Thì nếu chị nào bạn nào mà chốt được một bộ trong live thì sau live mình cứ xem lại rồi mình chọn một bộ nữa vẫn được trong đêm nay nha. Còn nếu mà sau live mình chọn luôn á thì giá sẽ là 250.000 mọi người nha. 55kg vừa không ạ? Quần này là quần chất liệu thun nên các chị đừng có lo nha. Quần này là lưng phải thun ạ. Lưng thun nên là các chị đừng có lo nha. Lưng thun thoải mái nha, 55kg thì thun à. Cái áo vừa ta? Cái quần thì vừa rồi, cái áo vừa ta? Dạ vừa 53kg. 55, cái áo 55kg. 55kg à? 55kg chắc vừa á chị. 55kg cao mét nhiêu Ngọc Lan Anh ơi, comment chiều cao giúp mình với. 55kg như mình cao mét bao nhiêu ta? Hồi nãy em chưa chọn bộ nào ưng ý cả. Ok, hồi lên em cứ xem nha. Rồi xong chưa D26, xong chưa mọi người ơi. Chúng ta chuẩn bị chuyển qua D27 nha. Bán cho chị cái áo, bán cho chị cái áo chị Nghị Thu. Áo đang bận xe ai? À chị Nghị Thu chốt 4 cái áo nữa. À kia rồi còn chốt cái áo này nữa. Ok ok chị nha. Ok chị Nghị Thu có địa chỉ chưa? Xuống chị Nghị Thu cho em địa chỉ à, chị có số điện thoại rồi nhưng chị chưa cho địa chỉ, chị cho em địa chỉ để em có thể gửi hàng cho mình ạ. À. Chị Nghị Thu ơi, cho em địa chỉ luôn nha. Rồi chốt cái Thanh Tuyền D26 luôn em nha. Em chốt cho chị Thanh Tuyền ạ. À. Chị Thanh Tuyền có địa chỉ điện thoại chưa? Có rồi. Dạ có rồi.
Rồi các chị ơi, chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment giúp Sáp nha. Và Sáp chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng cũng như là nhanh tay đặt trong live này nha. Sau đó lỡ mình vào trễ mình mới chọn được một bộ, sau live mình chọn thêm một bộ nữa, vẫn được tính giá là 99.000 mỗi bộ nha. Đó, nhớ là giá 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ trong live nha. Cứ là trong live chọn được một bộ, sau live mình xem lại mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính nha mọi người nha. 1m55kg hả? Dạ thôi chị Ngọc Anh Lan Anh ơi, chị chọn bộ khác đi nha, bộ khác cho nó chắc nha. Bộ này thật ra cái quần thì vừa nhưng mà cái áo em cứ sợ nó lỡ chị 1m55 thì sợ nó hơi tròn. Sợ tất nách thôi chứ còn cái phần thân thì vừa. Em ba bộ rồi. Dạ ok, cuộc sống khác xưa nha. Bây giờ mình chuyển qua D27 mọi người nha. D27 sẽ được lên ngay bây giờ. Rồi D27 này 55kg mặc được nha chị Ngọc Lan Anh nha. Bộ này em ơi. Bây giờ chúng ta đến với D27 nha. D27 rất là xinh luôn. D27 là sự kết hợp của quần đùi nha mọi người nha. Quần đùi jean, quần đùi kaki nha. Phải kaki mềm nha, không phải là kiểu kaki dày mà khó chịu đâu. Phải này là kaki mềm mặc rất là thoải mái nha. Kaki mềm á mặc nó thoải mái, nó không bị tạo cho mình cái cảm giác cứng cứng khó chịu. Đây là vải rất là mềm mại. Đó, thoải mái, có đường ba đường sọc ngay bên hông. Đó, nó tạo cho mình cái cảm giác là cái quần này nó nhìn nó năng động hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa, nó tạo một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho chiếc quần nha. Chứ màu trắng không thì mình có thể có rồi, nhưng mà quần trắng mà có ba sọc thì có thể mọi người chưa có đâu đúng không? Rồi mình phối hợp một chiếc áo. Chiếc áo này chuẩn bị quay phía sau một cái mọi người hết hồn nè. Đó, nó có một cái dây nhìn siêu xinh ơi là xinh. Bộ này rất là xinh nha. Rồi nhanh tay comment giúp Sáp là D27 nha mọi người nha. Mã này là D27, điện thoại cho chị. Dạ ok chị Nghị Thu, em điện thoại cho chị nha, chị Nghị Thu nha. Em nói chung là trước khi gửi hàng là em đều điện rồi, em mới gọi rồi em mới gửi mọi người nha. Rồi đây là D27 mọi người nha. Cho mình D26 nữa nha. Ok chị Phạm Truyền nha, D26 nữa. Rồi các chị nào nhớ nhanh tay, cái chị nào chưa chọn được bộ thứ hai nhanh tay chọn nha chị nha. Em chỉ còn mã hàng cuối cùng thôi. Dạ ok Jack Chu D27. Ok Jack Chu, đây là bộ thứ ba của mình rồi nha. Chúc cho chị Đoan Nguyễn D27. Ok chị Đoan Nguyễn nha, đây là bộ thứ hai của mình nha. Rồi cho chị D26 lấy. Ok chị Thanh Tuyền nha. Chị Thanh Tuyền ơi, nói chung là các chị đặt ok, nhưng mà nhớ là hàng chế độ giúp em nha. Với lại mình đặt hàng chắc chắn giúp em nha. Tại vì sao các chị rất là nhiều hàng nên em sợ lộn của các chị đó, nên là mình hàng chế độ giúp em nha. Ok chị Thanh Tuyền nha, em đổi cho chị rồi nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, D27 nha. Xóa D26 không? Rồi bộ này là D27 các chị nha. Còn chị nào muốn đặt D27 nhanh tay comment nha. Em sẽ lên mã cuối cùng cho các chị chọn luôn nha. Đây là D28 nha. Mã cuối cùng là D28 các chị nha. Đó, hai mã là các chị tranh thủ đặt hàng nha. Hai mã xuất sắc nhất của ngày hôm nay sẽ được lên vào cuối cùng. Của Hân đang mang là D28 nha, của Thủy đang mang là D27 các chị nha. Các chị và các bạn ơi, của em đang mang là D28 nha các chị và các bạn. Một chiếc áo đen sọc trắng rất là đẹp à. Đi kèm với đó là một cái chân váy đan dây nha các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo này mình có giá là 99.000, áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong live à. Rồi các chị và các bạn nhanh tay đặt D28 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nếu các chị và các bạn chốt cái combo này nha. Đúng rồi, của Thủy đang mang quần trắng áo đen là D27, của Hân đang mang váy nâu áo sọc là D28 nha. Rồi chị nào đặt nữa nhanh tay comment giúp em nha. Tại vì em chỉ còn 3 phút nữa cho livestream để các chị đặt hàng nha. Nhanh tay, ví dụ chị nào vào trễ thì cứ comment giúp Sáp. Sau livestream các chị cứ xem lại chọn một bộ nữa nha. Hai bộ bất kỳ thì được tính giá là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 các chị nha. Rồi D27 nha. D27 là Thủy đang mặc, D28 là Hân đang mang nha. Đây là hai bộ cuối cùng của livestream, nhanh tay đặt nha các chị nha. Rồi chúc cho chị chúc cho Giang Còi D27. Ok chị Giang Còi có địa chỉ chưa? Rồi chúc với chị Trần Ngọc Tỷ D27 nha. Ok chị Trần Ngọc Tỷ nha. Chúc cho anh Phan Phan D28. Ok anh Phan, đây là mã thứ hai của mình rồi nha. Dạ của mình là sao chị Phạm Truyền? Chị Phạm Truyền comment rõ lại giúp Sáp nha. Chúc với chị Yến Ba Cu. Yến Ca Bu. Đọc là Yến Ba Cu. Ok chị Yến Ca Bu nha. Ok Yến Ca Bu comment địa chỉ giúp Sáp luôn nha. Rồi chị chúc với chị Nam Phan Lê comment địa chỉ giúp Sáp D28 nha. Mọi người D28 là mã của Hân đang mang nha. D27 là mã Thủy đang mang nha. Cứ gì mà nổi. D28 là mã Thủy đang mang. D27 là mã Thủy đang mang. Còn D28 là mã Hân đang mang nha. Áo sọc là mã Hân đang mang nha. Rồi chị nào đặt hàng nữa nhanh tay comment giúp Sáp nha. Sáp sẽ còn một phút cuối cùng để các chị đặt hàng nha. Yến Ca Bu ơi comment địa chỉ giúp Sáp nha. Vô. Các chị và các bạn ơi, nói gì cũng được. Các chị và các bạn chốt mã 28 D28 giúp em khi các chị và các bạn thích cái mã mà em đang mặc thì chốt D28 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à.
chị nói chị Như cô ơi, chị mặc vừa nha chị. Không, ơi 55 qua cho từ qua cười 55 kg là mình bao con điên này đánh đầu bây giờ 55 kg là mình bao vừa cái chị. Và các bạn ơi, dạ em chốt cho chị Hương Nguyễn à, em chốt cho chị Hương Nguyễn à, 55 kg là bên em bao vừa. Thật ra cái chị và các bạn ơi, những cái set đa số là 55 kg trở xuống là mình bao vừa. Có những cái set nào đặc biệt quá thì ví dụ nhỏ hơn hay bự hơn thì em sẽ nói cho mọi người biết nha. Còn ok, em chốt cho chị Nhật Vy, chị Nhật Vy đi 28, chị Nhật Vy cho em địa chỉ ạ. Chị Yến Cao Pu, em cảm ơn chị ạ. Nhật Vy có địa chỉ luôn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Nhật Vy luôn à. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào nãy giờ mà chưa cho em địa chỉ thì mình cho em địa chỉ để mình khỏi cần inbox các chị và các bạn ơi. Mình khỏi cần inbox luôn các chị và các bạn nha, vì hôm nay rất là nhiều các chị và các bạn nói là inbox cho shop không được, nên là các chị và các bạn mình cho ngoài comment luôn. Và cuối giờ em sẽ ẩn comment của mọi người nên mọi người đừng lo nha. Shop thường bán gọi à, gọi lúc nào đó à? Dạ gọi lúc trưa hoặc chiều chị nha. Chị Nghị Thu ơi, sắp sẽ gọi lúc trưa hoặc chiều chị nhé. Chị nhớ nghe máy, nghe điện thoại giúp em chị Nghị Thu nha. Em sẽ chúc cho chị 4 cái áo đó nha, và một cái áo đỏ nữa nha. Chị Như Ngô, chúc cho Như Ngô D28 ok, cảm ơn Như Ngô nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, D28 của Hân nha. Ok, chúc cho chị Thanh Thủy D28, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Thanh Thủy, địa chỉ rất là rõ ràng luôn. Cảm ơn chị Thanh Thủy rất là nhiệt tình nha, Thanh Thủy. Rồi, bộ máy chị, dạ. 99.000 một bộ, khi mua hai bộ bất kỳ trong like à, thì 99.000 mỗi bộ. Còn nếu một like, cái like này chị chỉ chốt duy nhất một bộ thì em sẽ lấy với giá 129.000 à. Đúng rồi, nếu mà chị lấy một bộ là 129.000, còn chọn được hai bộ bất kỳ thì giá là 99.000 mỗi bộ. Chị Nguyễn Giang Giang nha. Chị Nguyễn Giang Giang có muốn đặt cái bộ của Hân đang mang với giá trong like là 129.000 hoặc là 99.000 nếu chị chọn hai bộ thì nhanh tay comment giúp em là D28 chị nha. Đây là hai mã cuối cùng của livestream rồi. Của Thủy đang mang là D27 nha. Cái bộ quần trắng áo đen là D27, cái bộ sọc là D28 nha. Lấy kẻ. Dạ ok, chị Vũ Hà Vi lấy bộ kẻ nha. Chị Vũ Hà Vi comment xuống thoại địa chỉ giúp em nha. Có chưa? Chị Vũ Hà Vi lúc nãy có chốt hàng. Ok, chị Vũ Hà Vi em chốt cho chị rồi nha. Chị em có địa chỉ chị rồi nha. Bộ kẻ bao nhiêu ký mặc vừa? Dạ 55 ký trở xuống các chị và các bạn ơi. Mình dưới 55 ký mặc cho đẹp với chị nha. Dưới 55 ký là mặc đẹp nha chị, dâu họ vàng nha. Gọi điện cho chị lúc 4 giờ nhé. Dạ ok chị Thanh Tuyền ạ. Để em nốt lại cho chị ạ. Ok chị, rồi chúc cho chị Vũ Hà Vi D28 em chúc chị rồi nha. Thế là em sẽ chọn ok Nhật Vi nha, thế là chọn một bộ nữa bé nha. Rồi ok Nhật Vi nhớ chọn bộ nữa inbox sắp nha. Các chị ơi, D28 bộ của Hân đang mang, còn ai muốn lấy nữa nhanh tay comment nha. Em mới vào chơi coi lại tiếp được không. Trời ơi, nãy giờ tôi like gần 2 tiếng rồi cô Như Quỳnh Như ơi, cô vào trễ thế. Rồi bộ của Thủy là D27 và bộ của Hân là D28 nha. Còn chị nào bạn nào lấy nữa thì nhanh tay comment giúp sắp nha các chị và các bạn nha. Sắp thường bán giờ nào để dễ lên xem? Dạ cứ tối là em like chị Nghị Thu ơi. Cuối tuần thì mình sẽ like vào buổi trưa chiều, và còn cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật sẽ like vào trưa và chiều, đó là like của shop nha. Còn các cái ngày còn lại thì sẽ like vào buổi tối các chị nha. Có gì inbox em nha, em lấy có gì inbox em nha với nha. Hương Nguyễn ok nha, Hương Nguyễn sắp sẽ gọi với chị và cũng như inbox với chị luôn nha. Lấy tiếp đi em mới vào xem. Tuyết có hình như em có thể xem lại được mà, bữa cuối rồi ạ. À, đúng rồi Hồ Ly ơi, bữa cuối rồi em lấy 5 bộ rồi đó. Ok Hương Nguyễn nha, bộ áo sọc bao nhiêu vậy? Chị Như Huỳnh ơi, kết thúc like chị lấy một bộ thôi. Chị mua một bộ là 129.000 chị Như Huỳnh nha. Chị mua một bộ là 129.000, còn mua hai bộ bất kỳ là 99.000 một bộ nha Như Huỳnh nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Còn ai lấy cái gì nữa nhanh tay comment nha. Sắp tắt like một cái là bộ các cái combo này trở về giá gốc 250 nha. Sắp chỉ cần tắt like thì cái combo này sẽ đều đồng loạt trở về giá 250.000 các chị nha. Nhanh tay đặt trong like trong lúc mà em đang còn livestream nha. Sau like là 250.000 các chị nha. Rồi bộ áo sọc mã là D28, còn bộ quần trắng áo đen là D27 nha. Rồi chị nào muốn lấy cái gì nữa comment giúp em nha. Ok ok, Quỳnh Như nha, nhớ coi lại rồi inbox cho shop nha. Inbox trong like hay sao chị? À inbox trong fanpage em ơi. Trong fanpage nó có một cái chỗ nhắn tin á, em gọi là nhắn tin á. Em nhắn tin cho shop nha. Inbox trong nhắn tin nha. Chị Nghị Thu ơi, à các chị có hỏi là làm sao để biết khi nào shop like thì mọi người cứ bấm theo dõi và bấm vào mục xem trước nha mọi người ơi. Và mục theo dõi khi mọi người thích shop thì bên cạnh có một cái mục theo dõi và bấm mục xem trước thì mình sẽ luôn luôn nhận được thông báo like của shop. Ngoài ra còn theo dõi, bấm theo dõi like thì bên mình sẽ nhận được khi nào shop like nha mọi người ơi. Đúng rồi. Hân nói rất là đúng, các chị có thể bấm xem trước nha. Ở trong mọi người vào bay của shop sẽ có ba cái dấu chấm, mọi người bấm vào ba dấu chấm đó thì mọi người đặt
mọi người chọn cái ô là xem trước thì bao giờ like nó cũng sẽ báo về Facebook của mình nha, báo về Facebook của mình để mình biết mình lên xem nha. Rồi các chị ơi, còn ai lấy cái gì nữa thì comment giúp Sáp nha. Sáp sẽ còn 30 giây nữa trong livestream này nha, và sau 30 giây thì đồng loạt trở về 250.000. Các chị và các bạn nhanh tranh thủ đặt trong like nha. Rồi D28 là mã của Hân và D27 là mã của Thủy nha. Chị nào cũng muốn lấy gì nữa comment giúp Sáp nha, hoặc là còn ai hỏi gì nữa comment giúp Sáp luôn nha. Lấy quần không được không? Dạ lấy quần không cũng là 99.000 chị nha. Chị Như Huỳnh ơi, lấy quần không cũng 99.000 nha. Như Huỳnh muốn lấy quần thì cứ comment số điện thoại giúp Sáp luôn nha. Chị ơi giờ muốn đặt thêm một bộ, hồi nãy chị không bận D18 á, áo chị vai xanh cầm đất đặt thêm. Ok nha, chúc cái Thanh Thủy thêm D18 lúc nãy luôn nha. Ok chị Thanh Thủy nha, sắp chúc cái Thanh Thủy đủ hai bộ luôn nha. Ok cảm ơn Thanh Thủy nha. Bộ D18 là một sự lựa chọn rất là sáng suốt luôn, bộ đó quá đẹp. D18 rất là đẹp luôn á, bộ đó đẹp lắm. Rồi ok cảm ơn Thanh Thủy nha. Lấy quần không, Như Huỳnh cũng muốn lấy quần thì comment địa chỉ số điện thoại giúp Sáp luôn nha. Rồi các chị và các bạn còn nhắn nhủ hay còn hỏi gì nữa comment giúp Sáp với. Còn chúng ta còn 20 giây nữa thôi ạ. Các chị và các bạn ơi, chị Như Huỳnh muốn lấy quần thì mình comment quần và số điện thoại. Các chị và vậy. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn chốt mã của em thì comment thử cười nữa D28 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Còn nếu các chị và các bạn chốt mã của Thủy thì comment D27 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ ạ. Uống lộn thuốc hay sao? Các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay mình chốt để được hai bộ trong hai mã trong live thì mình sẽ có giá 99.000 mỗi mã, mỗi combo các chị và các bạn nha, mỗi combo ạ. Xem chốt bằng chỗ nào. À chị Nghị Thu ơi, khi mà chị vào cái trang của em á, chị bấm vào siêu shop á thì chị sẽ thấy ở bên này là một cái thích, còn một bên cạnh là theo dõi, và chị bấm vào mục theo dõi. Theo dõi thì nó có mũi tên đi xuống là mình chọn theo dõi là xem trước hay là bỏ theo dõi hay theo dõi bình thường chị nha. Chị bấm vào xem trước, chị chọn mục đầu tiên là mục xem trước thì mình sẽ nhận được like của shop các chị và các bạn nha. Mình sẽ nhận được thông báo khi shop like ạ. À. Rồi em chốt cho chị Như Huỳnh ạ. À. Em chốt cho chị Như Huỳnh mã quần của em ạ. À. Mã quần của Thủy ạ. À. Ok chị Như Huỳnh nha, chúc chị Như Huỳnh mã của Thủy rồi, cái quần của Thủy rồi nha. Rồi các chị ơi, còn ai nhắn nhủ gì nữa không? 10 giây cuối cùng là sắp tắt like rồi. Các chị các bạn nhắn nhủ gì nữa comment giúp Sáp với. Mọi người ơi. Còn không thì bye bye Sáp. Còn không thì bye bye Sáp để Sáp biết là mọi người đã hết câu hỏi rồi, đã hết yêu cầu rồi ạ. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn còn chốt hàng hay là còn bất kỳ thông tin có câu hỏi nào thì các chị Quỳnh Như ok nha. Ok em nha. Em là khách quen mà. Em là khách siêu super VIP mà. Đúng rồi. Các chị và các bạn yên tâm là khi mà trước khi tụi em chờ gửi hàng đi là mình gọi điện để đúng mình rồi. Nhận đơn hàng. Gọi được mới gửi các chị ơi. Nói chung gọi được phải gọi được mới gửi chứ em không biết là lỡ cái chị không phải cái chị đặt thì sao? Nhiều khi lấy Facebook của mình đặt thì sao? Em sẽ gọi điện trước khi gửi nha mọi người nha. Chị Vũ Hà Vy ơi, sau livestream chị có thể xem lại chị nha. Chị Vũ Hà Vy sau livestream thì có thể xem lại rồi chị chọn một bộ nữa vẫn được tính nha chị Hà Vy nha. Chị chọn một bộ nữa xong chị inbox cho Sáp nha các chị nha. Rồi ok cảm ơn các chị rất là nhiều đã tham gia chương trình vô cùng nhiệt tình. Đến cái giờ 11 giờ các chị vẫn còn nhiệt tình. Giờ này thì các chị chúc các chị ngủ ngon để mai các chị và các bạn có một buổi học hành và làm việc hiệu quả nha. Cảm ơn mọi người. Ok cảm ơn chị Hà Huy nha. Bye bye mọi người. Ủa Thiên Mai đi 28 rồi kìa. Dạ em chốt cho chị Thiên Mai nữa. Chị Thiên Mai cho em địa chỉ à. Thiên Mai có địa chỉ chưa? Chị Thiên Mai comment địa chỉ với shop cho chị một chút trễ vậy. Chị Thiên Mai comment địa chỉ để em tắt like chị nha. Chị lấy quần chị của chị Như Huỳnh. À lấy chị ơi, cái này là váy các chị nha. Chị Như Huỳnh ơi, cái này là váy chứ không phải là quần chị ơi. Chị Như Huỳnh ơi, chị lấy cái váy này thì ok cho em nha. Cái này là váy không phải quần đâu. Chị Thiên Mai comment địa chỉ giúp shop với, chị vào đặt trễ thế. Chị Thiên Mai comment địa chỉ giúp shop với để sắp tắt like với ạ. Định tắt like rồi, cái chị đặt nên là em hết hồn, em giật em hơn là em bấm kết thúc rồi á. Chị Thiên Mai comment địa chỉ giúp Sáp nha. Chị Như Huỳnh ok giúp Sáp nha, nếu lấy cái váy này nha, không phải quần đâu nha. Váy á, không phải quần. Các chị và các bạn ơi, các chị và các chị Thiên Mai ơi, nếu thay chị, đổi thôi. Nếu chị muốn mua được giá 99.000 mỗi combo thì chị lấy thêm một set nữa, và xíu nữa chị có thể xem lại live okay. Em để lấy thêm một rồi set cảm nữa. Ơn chị Thiên Mai nha, em có địa chỉ rồi. Ok cảm ơn Thiên Mai nha, tí xem lại nha. Rồi bye bye mọi người, tí chị Thiên Mai có thể xem lại set xem lại để đặt thêm một bộ nữa. Ok Thiên Mai nha. Ok Thiên Mai dạ rồi, tạm biệt các chị và các bạn. Cảm ơn các chị các bạn đã hôm nay đã mua hàng của bên em ạ.